chương 211 Khí vận Trọng Minh Thần đứng bên ngoài đại điện, Trúc Thần và những người khác cũng từ trong điện đi ra, đứng ở sau lưng ông, tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Diệp Tố ở cách đó không xa. Đa phần mọi người ở đây đều chưa từng tiếp xúc qua với Diệp Tố, trước đó thậm chí còn không biết tên nàng là gì. Nhưng trải qua một loạt biến hóa bất thình lình không ai nghĩ tới, khi bọn họ không cách nào có thể chống cự lại các thượng thần thì Diệp Tố đã cầm thanh kiếm chính mình luyện chế, giết hai vị thượng thần. Mọi người trầm mặc nhìn thân ảnh ngã xuống ở đằng kia. Chẳng qua tiểu cô nương đã phải trả giá bằng cả sinh mạng. Còn có Thiên Cơ môn, không chỉ riêng trưởng môn và các trường lão hình thần đều tan biến, ngay cả ba vị đệ tử có thiên phú nhất cũng hy sinh, lần này tử thương thảm trọng nhất chính là Thiên Cơ môn không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy tiếc thương sắc mặt trọng minh thần nặng nề tuy ông không quen biết diệp tố nhưng ông đã chứng kiến được sự lợi hại của tiểu cô nương này thậm chí không cần nhắc đến thời gian chỉ cần con bé không bị thương nặng đến như vậy không bao lâu sau nhất định sẽ có thể phi thẳng đây đệ tử của thiên cơ môn bọn họ đó trong lòng trọng minh thần vừa kiêu ngạo lại khổ sở khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn đệ tử thiên phú bậc này của bổn tông từ từ chết đi Thật đáng tiếc, Chúc Thần đứng bên cạnh lắc đầu nói, khi bọn họ đang thương cảm không thôi, từ không trung lại bổ xuống một đạo lôi kiếp đánh thẳng xuống người Diệp Tố. Một đạo này rõ ràng chỉ là huyền thiên lôi của độ kiếp kỳ, thế nhưng hai vị thượng thần lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa thần ý, thường nghe lôi kiếp của trời sinh thức hải khác với người thường, tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến lôi kiếp của người có trời sinh thức hải. Nhưng mà có thể nói đạo huyền thiên lôi này đã áp xuống cộng rơm cuối cùng trên người Diệp Tố, khi nó giáng xuống, Diệp Tố hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, lãnh chọn đạo lôi này, thức hải trong cơ thể hoàn toàn ảm đạm, xương cốt đứt gãy cũng không thể kịp thời chữa trị. Vì thế một sợi sinh cơ nhàn nhạt còn sót lại cũng hoàn toàn đứt đoạn. Mệt mỏi quá. Lúc này thật ra Diệp Tố đã không còn cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể nàng chỉ cảm thấy sự mỏi mệt tích tụ đã lâu trong người hoàn toàn bộc phát. Nàng ngơ ngẩn nhìn bầu trời xanh thẳm, cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh cũng hoàn toàn tiêu tán. Sau khi đạo lôi bổ xuống, Trọng Minh Thần và Trúc Thần đứng đằng xa lập tức cảm nhận được sinh cơ của Diệp Tố đã đoạn tuyệt. Ngoặc kép Bầu trời của nơi tam giới giao nhau vạn dặm không mây, không trung xanh thăm thẳm, như ngọc bích được gột rửa qua, nhìn không có điểm nào giống như bên dưới đã từng phát sinh một trận chém giết thảm thiết lôi kiếp tựa hồ cũng đã biến mất người đã chết lôi kiếp tất nhiên sẽ không giáng xuống nữa ta trở về với mọi người trọng minh thần quay đầu nói với hai vị trưởng lão còn lại của thiên cơ môn trong thanh âm dấu không được buồn thương nghe một câu này của ông mọi người chung quanh trong nháy mắt liền hiểu rõ diệp tố đã không thể cứu Thiên cơ môn lần này chịu tổn thất nghiêm trọng, thân là tiền trường môn thiên cơ môn, trọng minh thần phải về tông môn xử lý các sự vụ, ít nhất trước khi đi phải dàn xếp tốt mọi việc trong thiên cơ môn. Yêu chủ Bồng lai trường sử dẫn du phục thời đi vào đại điện, chỉ thấy đại điện đã sụp hơn phân nửa, khắp nơi trong điện đất đá hỗn độn nhưng lại không thấy một bóng người. Còn chưa đợi ông bấm tay tính toán đã xảy ra chuyện gì thì du phục thời đã nhấc bước chạy nhanh ra ngoài bồng lai trường sử chỉ có thể vừa đuổi theo vừa hô to. Động tĩnh của hai người thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài điện, ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn. Yêu chủ, yêu chủ, người của ma giới và tu chân giới không biết du phục thời, nhưng các yêu vương của yêu giới vừa nhìn thấy du phục thời từ trong đại điện chạy ra thì tức khắc giật mình trợn tròn mắt. Quỳ vương không phải nói yêu chủ đang bế quan sao? các yêu vương đồng loạt nhìn sang quy vương, quy vương lại ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn ai hết. ánh mắt du phục thời đảo qua mọi người chung quanh, lại không nhìn thấy người mà hắn muốn gặp. diệp tố không có ở đây. du phục thời xoay người nói với bồng lai trường sử vừa đuổi tới, hắn đã nhìn hết những người ở đây, nhưng không phát hiện ra nàng. là ngươi, trúc thần đi tới, lúc ở trong thông đạo xuống hạ giới bà đã gặp qua du phục thời nếu không có hắn thì màn sáng giam giữ ba tân thần sẽ không có cách nào mở ra được. Dù phục thời quay đầu nhìn thoáng qua trúc thần, không quen, không để ý. Trúc thần cũng không tức giận, bà còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thấy du phục thời cúi đầu lục túi cản khôn. Dù phục thời lấy ra truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố từng nói có thể dùng cái này tìm nàng. Tuy nhiên qua một hồi lâu, Diệp Tố cũng không xuất hiện dù phục thời không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên sự nôn nóng không rõ ngón tay siết chặt truyền tin ngọc điệp thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà đầu ngón tay trở nên trắng bệch nàng rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ đi ra ngoài chơi với hắn nàng còn thiếu hắn một bình rượu trọng minh thần chậm rãi đi tới hỏi ngươi muốn tìm diệp tố ngươi biết nàng ở đâu sao dù phục thời lập tức quay ngoắt qua nhìn thẳng vào mắt trọng minh thần Trọng Minh thần nghiêng người, nhìn về bóng dáng nằm trên mặt đất ở đằng xa, Diệp Tố ở bên kia. Dù phục thời ngẩn ra, sự mờ mịt trong mắt càng đậm hơn, vì sao Diệp Tố lại nằm trên mặt đất một mình, những người này đứng tụng lại ở đây làm cái gì? Tiểu cô nương bị phong kiếm thần gây trọng thương, lại trải qua lôi kiếp, độ kiếp thất bại. Trọng Minh thần ngừng một chút mới nói tiếp, Diệp Tố đã chết. Phật ma thần có thể giúp nhóm người trương phong phong hình thần đều diệt có thể chuyển sinh, nhưng vừa rồi ông đang kết trận tìm kiếm thần tủy của tứ thần, không cách nào có thể phân thân sang bên này, nên trong nháy mắt bỏ lỡ đó, mặc dù là thượng thần cũng không cách nào có thể cứu sống diệp tố. Bồng lai trường sử đứng đằng sau hít sâu một hơi, ông tính toán ra được thế cục lật úp của tam giới, nghĩ rằng các đại năng của tam giới hẳn là đã bị thương rất nặng nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới diệp tố sẽ xảy ra chuyện bởi vì khí vận của diệp tố rõ ràng có mối liên kết với tam giới nếu tiểu cô nương đã chết vì sao thế lật úp của tam giới lại ngừng lại khi trọng minh thần nói xong câu cuối cùng du phục thời chỉ cảm thấy hai tai như bị bao phủ một loạt các âm thanh chát chúa cái gì cũng không nghe rõ nữa diệp tố chết là ý gì hắn giơ hai tay che lỗ tai lại thanh âm chói tai mới dần dần biến mất yêu chủ. Bồng lai trưởng sử bước tới gọi một tiếng, muốn nói chuyện với du phục thời. Du phục thời lại không màng đến ông, hắn buông tay sau đó lập tức bước nhanh về phía đằng xa đó. Hắn không tin Diệp Tố sẽ chết, nàng lúc nào cũng lợi hại như vậy, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng không làm khó được nàng. Từ bước nhanh chuyển thành thuấn di đến bên người Diệp Tố. Du phục thời cúi đầu nhìn Diệp Tố nằm trên mặt đất, cả người nàng không có chỗ nào sạch sẽ, không chỉ riêng vết máu lẫn lộn với bụi đất mà thậm chí đôi tay do trải qua lôi kiếp đã có chút trái đen. Dù phục thời ngồi xuống bên người nàng, đầu ngón tay triệu hồi ra linh lực, giúp Diệp Tố dọn sạch vết bẩn trên mặt, trên người và trên tay. Làm xong hết những chuyện này hắn mới nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Tố, nhỏ giọng nói, ta không cần ngươi trả rượu nữa, ngươi tỉnh lại đi. Diệp Tố nằm trên mặt đất, không hề phản ứng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã không còn. Du Phục Thời lại giống như không phát hiện ra, chỉ cho rằng Diệp Tố chỉ là đang ngủ mà thôi, hắn ngồi ở bên cạnh gọi nàng, "Đại sư tỷ." Hai mắt hắn mờ mịt, không biết vì sao ngực lại cảm thấy rất nặng nề, chua xót, còn rất khổ sở. Du Phục Thời cúi đầu dỗi tay nắm lấy tay Diệp Tố, tay nàng đã trở nên lạnh lẽo, không còn ấm áp giống như trước kia khi nắm tay hắn dậy hắn viết chữ. Đừng ngủ. Du Phục Thời vẫn nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Tố, về sau ta sẽ không ra ngoài chơi nữa, sẽ chăm chỉ luyện chữ, cũng sẽ đọc sách. Gió nhẹ thổi qua gương mặt Du Phục Thời, khiến vài sợi tóc mai theo đó nhẹ bay. Hắn bỗng nhiên có cảm giác, nếu Diệp Tố thật sự không tỉnh lại sẽ không còn có ai đối tốt với hắn vô điều kiện nữa. Sẽ không còn ai kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho hắn, sẽ không còn ai cho hắn quần áo xinh đẹp hay cây châm tinh xảo cũng sẽ không còn ai nhìn hắn với ánh mắt chỉ cần hắn mở miệng, cái gì cũng sẽ đều cho hắn nữa. Đang lúc du phục thời cúi đầu nhắm chặt hai mắt, bàn tay hắn đột nhiên bị nắm lại. Chuyện đã đồng ý với để. Diệp Tố cố hết sức mở mắt ra, khẽ nghiêng mặt nhìn du phục thời, cười nói, nhất định sẽ làm được. Đôi mắt xinh đẹp của du phục thời mở to, trong nháy mắt ngồi thẳng người lại, nhìn chằm chằm Diệp Tố, có chút không thể tin nổi nói, Ngươi tỉnh rồi. Ừ, khoảnh khắc khi sinh cơ đoạn tuyệt, Diệp Tố thật sự đã mất đi tất cả ý thức, không còn biết gì về chung quanh nữa. Nhưng sinh cơ đoạn tuyệt lại khiến cho cửu chuyển hồi hồn đan trong cơ thể nàng bắt đầu có tác dụng. Cửu chuyển hồi hồn đan không thua gì thần khí, ai ăn vào cũng sẽ có cái mạng thứ hai. Tuy nhiên mạng thứ hai này cũng chỉ có khoảnh khắc khi sinh cơ đoạn tuyệt mới nổi lên tác dụng. Từ lúc du phục thời chạy tới, Đến khi nhẹ lay nàng bắt đầu nói chuyện thì ý thức của Diệp Tố đã trở lại thân thể, hiệu quả của cầu truyền hồi hồn đan bắt đầu lan rộng, đầu tiên là chữa trị thức hải của nàng. Chẳng qua thương tích của Diệp Tố là do thượng thần gây ra, tốc độ chữa trị cũng không thể mau được, nàng nỗ lực thoát ra khỏi bóng tối, vừa tỉnh lại liền đáp lời Du Phục Thời. Du Phục Thời nắm chặt tay Diệp Tố, nỗi đau khổ ngây ngốc của hắn dần biến mất, nhanh nhảo nghiêm túc tranh công ta đã giúp ngươi chỉnh trang cả người sạch sẽ. Diệp Tố chỉ là tỉnh lại, thân thể còn chưa thể nhúc nhích, nàng nằm đó ánh mắt mang theo ý cười, ừ, đệ thích sạch sẽ nhất. Dù phục thời nhìn thấy Diệp Tố tỉnh lại, còn có thể nói chuyện với hắn thì rất vui vẻ, nhớ lại tình hình vừa rồi, hắn vuốt vuốt ngực mình nói, vừa rồi chỗ này rất khổ sở. Phong cách thẳng thắn của tiểu sư đệ thật đúng là chưa bao giờ thay đổi. Diệp Tố nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Du Phục Thời, bỗng nhiên nói, "Lúc trước đệ nói không sai, ta thích đệ." Du Phục Thời ngơ ngẩn nhìn nàng, nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ hồi lâu, như bị cái gì đó làm khó. Diệp Tố cho rằng hắn không hiểu rõ, định thế thôi không tiếp tục câu chuyện này nữa. Vừa lúc Thức Hải đã có thể vận chuyển, nàng liền hấp thu linh lực chữa trị những đoạn xương gãy ở ngực cũng như xương tay xương chân, chậm rãi ngồi dậy. Diệp Tố sống lại. Trúc thần ở đằng xa cả kinh khẽ hô. Ngay cả thượng thần như bọn họ đều cảm thấy sinh cơ của Diệp Tố đã đứt. Vừa rồi rõ ràng đã chết. Làm sao lại có thể sống lại? Trọng Minh Thần tuy rằng cũng không rõ lý do vì sao. Nhưng một đệ tử của thiên cơ môn có thể sống lại thì trong lòng của ông tất nhiên là vui mừng không thôi. Bồng lai trưởng sử ở bên cạnh lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông tính toán không sai. Diệp Tố có cùng một nhịp thở với sinh cơ của tam giới, tiểu cô nương còn sống thì hẳn là sẽ không có việc gì nữa. Tuy là nghĩ như vậy nhưng bồng lai trường sử lại muốn mở thiên nhãn một lần nữa, quan sát khí vận hiện tại của Diệp Tố. Trường sử, trọng minh thần đè lại tay của bồng lai trường sử, hai lần nhìn trộm thần đã khiến ông trả giá bằng việc đời này không có cách nào có thể phi thăng đồng thời thọ mệnh cũng giảm bớt, nếu chỉ mới cách một thời gian ngắn mà ông lại một lần nữa mở thiên nhãn thì thọ mệnh của trường sử sợ là sẽ không còn bao nhiêu. Bồng lai trường sử cố rút tay ra, nghiêm túc nói, thượng thần, có một số việc ta vẫn cần phải xác nhận. Nếu tính theo tuổi tác và bối phận thì bồng lai trường sử thật ra là trường bối của trọng minh thần. Trước khi trọng minh thần phi thăng thì ông đã sớm đạt đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ đỉnh, chấp trường bồng lai. Trọng Minh Thần nhìn chầm chầm vào bồng lai trường sử, cuối cùng buông lỏng tay. Bồng lai trường sử một lần nữa mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Diệp Tố vừa ngồi dậy ở đằng xa, khí vận của tiểu cô nương quả nhiên dây dưa với tam giới càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa có một sợi ánh tím trên người nàng vẫn luôn quẩn quanh du phục thời, thậm chí có xu hướng quấn mỗi lúc một chặt hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên bồng lai trường sử nhìn thấy thứ có liên quan đến du phục thời, nhưng ông cũng chỉ có thể nhìn thấy được bấy nhiêu đó sau đó ông nhắm nghiền hai mắt lại khi mở ra một lần nữa thì hai mắt đã biến thành màu xám trắng hai mắt của bồng lai trường sử rốt cuộc đã không thể nhìn thấy gì nữa trường sử giọng nói của trọng minh thần vang lên bên tai ông không sao bồng lai trường sử cười cười đáp khi quyết định mở thiên nhãn một lần nữa thì ông đã chuẩn bị tâm lý cho mọi việc sẽ xảy ra Bên kia, dù phục thời rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tố, hỏi thẳng, ngươi thích ta, là thích theo loại song tu đúng không? Gạch nối dài, 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 gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu dã xà, nàng vừa mới nói thích ta, nhưng mà trước đó nàng từng nói thích chia làm rất nhiều loại, thế nên chính xác là đang nói loại nào? Đại sư tỷ là loại không thích người khác, chỉ thích tiểu dã xà. Mời các vị truyền tin xuống, về sau tiểu dã xà của chúng ta đã có chủ. Chương 212 Vỏ kiếm Ban đầu khi học chữ, Diệp Tố đã giải thích với du phục thời là thích có nhiều loại thích, không thể nói tùy tiện. Hiện tại sau khi du phục thời nghe Diệp Tố nói những lời này thì liền theo bản năng bắt đầu tự hỏi, nàng nói là loại thích nào, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không ra cuối cùng quyết định hỏi thẳng diệp tố nghe hắn hỏi như vậy thì ý cười trong mắt càng đong đầy hơn cũng trực tiếp thừa nhận đúng vậy không biết vì sao mặt du phục thời có chút nóng ánh mắt cũng trở nên mơ hồ nhưng bàn tay nắm tay diệp tố lại không hề buông ra ta cũng thích nàng du phục thời nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng hắn nhìn diệp tố lúc trước nàng lừa ta trước đó hắn hỏi diệp tố thích hắn muốn song tu với hắn đúng không nàng lại không thừa nhận thức hải trong cơ thể diệp tố dần sáng lên sinh cơ cũng khôi phục những đoạn xương gãy cũng đã được chữa trị tốt nàng đánh giá nét mặt của du phục thời tựa như biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì liền nói ta chưa bao giờ phủ nhận mà du phục thời ngẩn ra hắn mới thoát rốt không bao lâu làm sao biết được trò chơi chữ này Nghe Diệp Tố nói như vậy thì lại cảm thấy nàng nói đúng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy mình bị lừa. Tuy nhiên hắn cũng rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu, bởi vì Diệp Tố bỗng nhiên hộc ra một búng máu, dù phục thời cuống quýt giơ tay lao đi vết máu bên môi nàng, ngoài ra không ngừng lặp đi lặp lại một câu, nàng đừng ngủ. Diệp Tố điên cuồng ho ra máu, khụ nửa ngày mới dừng lại, nàng bắt lấy cánh tay du phục thời, cố gắng bình ổn hơi thở, Trần An hắn nói, Ta không sao, không ngủ, chỉ là ho ra máu bầm trong cơ thể mà thôi. Dù phục thời nhíu chặt hai mày, tất nhiên là không tin. Diệp tố chậm rãi đứng lên, ý chỉ mình đã đỡ hơn rồi. Mọi người ở đằng xa cũng ùn ùn kéo tới, trọng minh thần nhặt lên bình đan dược mà trước đó ông ném cho nàng, mở nắp bình đổ ra một viên đan dược đưa cho Diệp Tố, ăn vào sẽ khỏi nhanh hơn. Diệp Tố cảm ơn ông một tiếng, ngửa đầu nuốt xuống đan dược đây là đan dược của thượng giới tất nhiên tốt hơn đan dược ở hạ giới rất nhiều vừa nuốt xuống thì liền nhanh chóng tan ra hình thành một cổ đan khí du tẩu khắp lục phủ ngũ tảng chữa trị nội thương cấp bạc của đan dược này quá cao con còn chưa phi thăng không nên ăn quá nhiều trọng minh thần đưa bình đan dược cho diệp tố cất đi để về sau lại dùng đa tạ sư tổ diệp tố đảo mắt nhìn qua mọi người không thấy sư phụ và các sư đệ sư muội, ngay cả hình trưởng lão cũng không thấy. Trong nhóm người Đan Tông đột nhiên có một người bước ra, giơ tay muốn chạm vào Diệp Tố, dù Phục Thời lập tức phản ứng muốn đẩy tay hắn ra nhưng bị Diệp Tố ngăn lại. "Ta giúp ngươi kiểm tra cơ thể một chút." Người nọ có vẻ ngoài tầm hơn 30 tuổi, hắn tiến tới chỉ nói một câu như vậy, người có vẻ kiệm lời. Hắn là Đan Tông thánh thủ Tông chủ hợp hoan tông đứng bên cạnh giải thích thiện y. Thiện y bắt mạch cho Diệp Tố, khi thì nhíu mày khi khi hoang mang, thật lâu sau mới buông tay nói. Thân thể ngươi đang phục hồi rất nhanh, sẽ không có việc gì, nhưng trước kia ngươi có từng ăn qua cái gì không? Trong cơ thể nàng không có linh phủ, chỉ có một mảnh thức hải bàng bạc chảy xuôi, lúc trước rõ ràng sinh cơ đã đoạn tuyệt nhưng lại có thể sống lại, thật sự quá ngoài sức tưởng tượng. Diệp Tố cũng không che giấu cửu truyền hồi hồn đan. Mấy chữ này vừa nói ra, mọi người chung quanh tức khắc sôi trào. Trong tam giới vậy mà thật sự có cửu truyền hồi hồn đan? Ai lại có thể luyện chế ra cửu truyền hồi hồn đan thế? Ngay cả Đan Tông Thánh Thủ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đáp án của Diệp Tố lại là cửu truyền hồi hồn đan. Hắn hỏi, xin hỏi là do vị đại năng nào luyện chế ra? Diệp Tố lắc đầu, ta không biết. Đan Tông Thánh thủ tức khắc thất vọng, nghĩ thầm hẳn là cơ duyên mà Diệp Tố vô tình gặp được. Trong tay hắn hắn có nửa quyển thư tịch về cửu truyền hồi hồn đan, nhưng đan dược cao cấp như thế này có nửa quyển cũng vô dụng, mặc dù hắn đã thử nghiệm trong nhiều năm nhưng vẫn mãi thiếu một số tài liệu mấu chốt. Tuy nhiên, Diệp Tố nhìn Đan Tông Thánh thủ nói, ta có biết một vài loại tài liệu được dùng trong đó. Lần đó trong luân truyền tháp, sau khi nuốt xuống cửu truyền hồi hồn đan nàng có thể nếm ra được vị của vài loại dược liệu dù sao hương vị của vài loại đó quá đặc thù đan tông thánh thủ hai mắt sáng người hận không thể ngay lập tức bắt diệp tố nói ra cho mình nghe nhưng hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn diệp tố buông tay du phục thời lấy ra một tờ giấy từ trong túi cản khôn viết xuống tên của mấy loại dược liệu đó giao cho đan tông thánh thủ Đàn tông thánh thủ gấp gáp nhận lấy, vừa nhìn liền lâm vào tình trạng si cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm, không ngờ lại là mấy thứ này. Khi lực chú ý của mọi người còn đang tập trung trên người Diệp Tố và Đan tông thánh thủ thì du phục thời đột nhiên ngửa đầu nhìn lên không trung. Trúc thần vẫn luôn chú ý du phục thời, nên cũng nhìn lên theo tầm mắt của hắn, vừa nhìn thì sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi, thấp giọng nói, làm sao có thể trọng minh thần nghe vậy cũng nhìn lên không trung sắc mặt đại biến thuật cấm ngôn của ngự thần từng chùm tia ánh sáng tím không ngừng rơi xuống từ trên không giống như pháo hoa rơi xuống đất sau đó nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi trong tam giới diệp tố còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi nghe lời nói của trọng minh thần thì lập tức há miệng muốn nói về chuyện hư ảnh thần ở vạn năm sau nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời Cấm ngôn chính là phát sinh vào lúc này sao? Thuật cấm ngôn của Ngự Thần, thế nên là có Ngự Thần nào đó ở thượng giới cấm không cho bọn họ nói cho người đời sau biết về những chuyện này. Diệp Tố lại nhớ tới thông đạo từ thượng giới xuống hạ giới một năm sau sẽ đóng cửa, thượng giới nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể đột nhiên ra quyết định như thế. Phải nhanh chóng trấn áp xong thần tùy của bốn thượng thần để chúng ta cũng sớm về thượng giới. Trúc Thần quay đầu nói với Trọng Minh Thần, hiển nhiên là bà đã nghẹn một bụng câu hỏi về những việc liên tiếp xảy ra. Từ lúc bắt đầu đi xuống hạ giới, tất cả mọi việc xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trọng Minh Thần gật đầu, chỉ mong Phật Ma Thần nhanh chóng tìm ra thần tùy, trấn áp bọn họ. Lần chư thần chi chiến lần này, theo mọi người có mặt tại hiện trường trở về bổn tông mà dần dần truyền khắp nơi trong tam giới, nhưng mọi người chỉ có thể kể lại thông qua khái niệm thần vẫn, nội dung cụ thể không ai có thể nói ra được, thậm chí viết ra cũng không thể. Trọng Minh Thần trở về Thiên Cơ môn một thời gian ngắn, vì ông đã là thượng thần, không thể ở một tông môn nào đó quá lâu, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé ngang một lần. Trưởng môn và các trưởng lão, cùng với ba vị đệ tử có thiên phú nhất đều hy sinh, đây là một đả kích lớn chưa từng có đối với Thiên Cơ môn. Trọng Minh Thần kiểm tra thiên cơ môn từ trên xuống dưới, quyết định để Diệp Tố tạm thời quản lý các sự vụ của Tông Môn. Ông cùng với Trúc Thần đi tìm Phật Ma Thần, ba tân thần cuối cùng cũng tìm ra thần tùy của bốn thần phản bội, bắt đầu ra tay lập trận trấn áp. Diệp Tố muốn báo cho bọn họ biết rằng nàng sẽ phi thăng thành thần rời khỏi đây, nhưng việc đó cũng không cách nào có thể nói ra được nên cũng chỉ đành từ bỏ. Nàng sẽ tạm thời quản lý các công việc trong thiên cơ môn, sau đó một lần nữa tiến dai đợi sau khi trưởng môn mới được lập thì sẽ rời đi khớp huyết kiếm bị diệp tố mang về thiên cơ môn chẳng qua tà tính của nó khó sửa thường xuyên muốn uống máu hơn nữa còn phi thường kén chọn chỉ thích máu của đại năng thậm chí có lần trọng minh thần ghé qua nó còn dám dục dịch muốn xuống tay với ông còn đi bồng lai xin một miếng vỏ cây bồ đề đi trọng minh thần ngăn cản công kích của khấp huyết kiếm nói với diệp tố nếu ta nhớ không lầm thì lấy lớp vỏ ở dễ bồ để thần thụ làm vỏ kiếm có thể trừ tà tránh ma. Huyết ngọc là tài liệu cấp thần, vừa vặn bồ đề cũng là thần thụ, có thể cân bằng. Diệp Tố vừa mới xử lý xong sự vụ của thiên cơ môn bước vào đại điện, nghe ông nói vậy thì tầm mắt dừng trên thân kiếm đỏ như máu của khắp huyết kiếm, suy nghĩ một hồi gật đầu đồng ý. Nó xác thật quá mức tà khí. Chúng ta đã tìm được thần tùy của thần phản bội." Trọng Minh thần nói tiếp, Phật Ma thần muốn trấn áp bọn họ trong các tiểu bí cảnh trong tu chân giới, bên trong đó linh khí thưa thớt, lại thường xuyên di động, không ở một chỗ cố định, ngày sau các tu sĩ có tiến vào thì tu sáu cũng không thuộc loại cao, như thế sẽ tương đối an toàn. Diệp Tố, cảm giác số mệnh đã sắp đặt sẵn càng thêm mãnh liệt. Nàng thử mở miệng muốn thuyết phục ba thần thay đổi chủ ý, nhưng tất cả có thể làm lại là đứng im không thể nhúc nhích nghe Trọng Minh Thần nói chuyện, căn bản không thể nói ra lời. Trúc Thần đang tìm kiếm tiểu bí cảnh thích hợp. Trọng Minh Thần lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Tố, "Còn cái này bà ấy bảo là cho con." Diệp Tố nhận lấy quyển trục, chậm rãi mở ra, quyển trục này nàng không thể nào quen hơn. Quyển trục này tên là Vạn Cảnh Thông, giống như tên gọi, trong tam giới này con muốn đi đâu nó đều có thể đưa con đi. Trọng Minh Thần giải thích, ta còn phải luyện hóa tâm bia đá cho Phật Ma Thần nên phải đi đây, qua một thời gian nữa sẽ trở về, nếu con có chuyện gì khó giải quyết cứ truyền tin cho ta. Diệp Tố siết chặt quyển trục vạn cảnh thông, nhìn Trọng Minh Thần rời đi, cứ đứng như vậy bất động hồi lâu, mãi cho đến khi du phục thời chạy tới gọi nàng. Diệp Tố, du phục thời sách theo một chồng giấy đưa cho nàng xem, ta đã luyện viết 20 trang chữ này. Diệp Tố thu quyển chục vạn cảnh thông vào túi cản khôn, nét mặt chấn định như không có việc gì nhận lấy sắp giấy, lật lật, trái lương tâm nói, đẹp. Càng ngày càng có phong phạm rồng bay phượng múa, của chữ viết vạn năm sau. Dù phục thời nghe thấy nàng khích lệ thì trong phút chốc liền cười thật vui vẻ, nụ cười như hoa nở ngày xuân, rực rỡ lóa mắt. Ta phải đi bồng lai một chuyến. Diệp Tố duỗi tay nắm lấy khắp huyết kiếm đang có ý đồ muốn tấn công du phục thời, sau đó nói tiếp, rất nhanh sẽ trở về. Tâm tư du phục thời đơn giản, tất nhiên là đồng ý. Đừng chạy loạn, Diệp Tố dặn dò, có chuyện gì chờ ta trở lại. Được, khắp huyết kiếm hẳn là biết Diệp Tố muốn đi bồng lai làm cái gì, dãy dụa dữ rồi, Diệp Tố nhíu mày, cũng lười mang nó theo, dứt khoát phong ấn nó lại trong thiên cơ môn. An phận cho ta, nếu để ta trở về biết được ngươi đã thương bất kỳ người nào trong thiên cơ môn. Diệp Tố cảnh cáo linh thể khắp huyết, ta có thể luyện chế ra ngươi thì cũng có thể phế đi ngươi. Khắp huyết kiếm tức khắc liền an tĩnh như gà, ngay cả hồng quang quanh thân cũng ảm đạm đi không ít. Diệp Tố tùy ý giơ tay xé rách không gian, đi đến Bồng Lai. Lúc này Bồng Lai còn chưa thiết lập ảo cảnh che giấu tông môn từ xa nàng đã có thể nhìn thấy bồ đề thần thụ rậm rạp che trời. Diệp Tố chỉ mới vừa đi đến cửa lớn, còn chưa nói mục đích tìm đến thì đệ tử Bồng Lai đã mời nàng vào, tựa như đã ở đây đợi nàng hồi lâu. Diệp Tố bước từng bước lên thần thụ, cho đến khi đến đại điện ở tầng cao nhất. Bồng Lai trường sử ngồi ở giữa chủ điện, dưới thân là một bàn âm dương thật lớn, chỉ mới hai tháng không gặp mà tóc ông đã bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, đôi tay cũng lấm tấm đổi mồi gương mặt không còn là gương mặt bình thường lúc trước diệp tố do dự một lát gọi trường sử ngài khiến tiểu đạo hữu chê cười rồi bồng lai trường sử ngẩng đầu hai mắt trắng đục thanh âm nghẹn ngào tang thương chỉ là ảo thuật không còn duy trì nổi nữa mà thôi diệp đạo hữu đến đây có chuyện gì trường sử đột nhiên hỏi diệp tố ngẩn ra nàng vốn cho rằng trường sử đã biết mục đích của mình tới đây, bất quá chỉ thất thần một lát nàng đáp, tà khí của khắp huyết kiếm quá nặng, ta muốn cầu một mảnh vỏ của rễ cây bồ đề để làm vỏ kiếm. Việc này đơn giản, bồng lai trường sử nghiêng đầu nhìn sang bên phải, một người giấy đi tới, Diệp đạo hữu đợi lát nữa đi theo nó cắt vỏ cây là được. Diệp tố nhìn thoáng qua người giấy, sau đó thu hồi ánh mắt, trường sử, có chuyện gì muốn nói với ta đúng không? đôi mắt vẫn đục của bồng lai trường sử khẽ chớp chớp, đúng là có vài lời muốn nói. Diệp Tố ngồi xuống chỗ đối diện bồng lai trường sử, trường sử mời nói. Từ lúc ta đảm nhiệm vị trí trường sử đến nay, chỉ có một người duy nhất mà ta không thể nhìn thấy gì từ trên người của người đó. Bồng lai trường sử cười khổ một tiếng, sau khi trở về, ta nhịn không được, tiếp tục tính toán, cuối cùng tính ra được một vài thứ. Trường sử đang nói đến ai? Diệp Tố nhíu mày, cảm giác nhạy bén của nàng báo cho nàng biết rằng người mà ông đang nhắc đến không phải là mình. Người trong lòng Diệp Đạo Hữu nghĩ đến đầu tiên là ai thì chính là người đó. Ngày ấy khi Bồng Lai trưởng xử nhìn thấy một sợi khí vận của Diệp Tố quấn quanh người hắn, ông liền sinh ra hy vọng. Hiện tại con đường phi thăng đã hoàn toàn đứt gãy, hai mắt đã mù, thọ mệnh cũng không còn dài nên ông quyết định tính toán thêm một lần nữa hiện giờ mệnh đèn sắp tắt, có một số việc ông muốn Diệp Tố có thể biết được. chương 213 Người tung tin đồn Bên trong bồ đề chủ điện, hai người đối mặt, có chút giống cảnh ngày đó dẫn thần hạ phàm. Chẳng quá khi đó du phục thời là ngồi, còn hiện tại Diệp Tố đang đứng nhìn trường sử. Diệp đạo hữu mời ngồi. Bồng lai trường sử giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống. Diệp Tố theo lời ngồi xuống đối diện với trưởng sử, vừa hay lại cùng một vị trí mà du phục thời đã ngồi lúc trước. Nàng vừa ngồi xuống thì trận âm dương liền chuyển động, hai mảng trắng đen giao nhau nhanh đến độ chỉ còn tàn ảnh, trận pháp dần dần dâng lên, che giấu khí tức của hai người. Một lát sau, bồng lai trưởng sử mới lên tiếng, câu đầu tiên lại là, hắn không thuộc về tam giới. Hắn, ở đây chỉ ai không cần nói cũng biết, Diệp Tố rũ mắt không nói gì. Bầu không khí trong điện yên tĩnh. Nàng ngồi đó bất động giống như không nghe thấy lời trưởng sử vừa nói. Bồng lai trưởng sử tuy hai mắt đã mù nhưng khi dựng trận âm dương thì ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ trong trận và ông có chút ngạc nhiên với sự trầm mặc của Diệp Tố. Ngươi biết? Diệp Tố lắc đầu. Nàng không biết, chỉ là nàng nhận ra du phục thời không giống người thường. Đầu tiên là máu của Huyền Âm chi thể sau đó có đôi mắt tím giống với các thượng thần, rất khó để không suy đoán theo hướng hắn có liên quan gì đó với thượng giới. Nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn không giống ta, ngươi hay bất kỳ một ai khác, bao gồm các vị thượng thần, hắn không giống ai cả. Thanh âm già nua của bồng lai trường sử chậm rãi truyền đến, Diệp Đạo hữu có một số việc ngươi cần phải biết, hắn và khí vận của ngươi có cùng một nhịp thở mi mắt diệp tố cuối cùng cũng động nàng ngước mắt nhìn về phía bồng lai trường sử ta biểu tình trên mặt bồng lai trường sử có chút phức tạp đôi mắt vần đục khi nhìn nàng lại giống như nhìn thấu rõ mọi thứ ông thấp giọng nói diệp đạo hữu từ đâu mà đến trong lòng cũng tự hiểu rõ ta chỉ muốn nhắc nhở đạo hữu mấy câu diệp tố đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại bồng lai trường sử hẳn là đã tính toán ra được một ít việc liên quan đến mình nàng đáp, mời trưởng sử nói. Những chuyện đã phát sinh không cách nào có thể thay đổi được. Bồng lai trưởng sử lựa lời khuyên nhủ, đó đã là kiếp số trong số mệnh của hắn, không thể sửa, cũng không thể tránh. Có một vài việc trường sử đã thấy được mơ hồ, nhưng lại không có cách nào nói ra. Diệp Tố nghe xong im lặng thật lâu, không đồng ý, cũng không phản bác. Trong trận âm dương vang lên một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Diệp đạo hữu hắn là thần mà thiên đạo đã dựng dục ra của thượng giới, cuối cùng vẫn sẽ phải trở về. Diệp tố nghe vậy, hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ xiết lại, thần mà thiên đạo dựng dục ở thượng giới, thế nên tiểu sư đệ là ngự thần. Trận âm dương trong bồ đề chủ điện chợt ngừng lại, bồng lai trường sử vốn vừa mới nói chuyện lại chậm rãi cúi đầu. Diệp tố nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, nhanh chóng đứng dậy, tới gần gọi ông, trưởng sử. Đã chậm. Bồng lai trưởng sử đã không còn sinh cơ. Diệp tố quỳ một gối trước bồng lai trưởng sử, nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng thấy được bộ dáng chân chính của trưởng sử. Lúc này 12 vị bồng lai thánh sứ lại từ ngoài cửa bước vào, ngồi quỳ chung quanh, thấp giọng ngâm tụng, giống như đã sớm biết được kết cục của trường sử theo tiếng niệm chú không ngừng của họ, bồng lai trưởng sử dần dần hóa thành các điểm sáng, phiêu tán ra bên ngoài, cuối cùng đáp xuống các lá cây của bồ đề thần thụ, trở thành lực lượng tẩm bổ cho nó. Diệp Tố hoàng hốt nhìn thân ảnh đã biến mất trong điện bồng lai, có phải trưởng sử cũng đã tính được kết cục hôm nay của mình hay không? Người giấy nọ trong điện không một tiếng động đến gần, đứng bên người nàng, làm ra tư thế mời. Diệp Tố nhắm hai mắt lại cố gắng giấu đi tất cả cảm xúc, sau đó mới mở mắt ra đứng lên, đi theo người giấy bước ra ngoài điện, đi thẳng xuống dưới. Người giấy dẫn nàng đi xuống tới dưới gốc bồ đề vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Diệp tố nhìn người giấy, nghĩ nghĩ một lát quyết định vẫn đi theo, một người một giấy vòng quanh gốc cây bồ đề ba vòng, sau đó trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm xuống, phía trước xuất hiện một đoạn cầu thang. Nàng tiếp tục theo người giấy đi xuống cầu thang, đi mãi đi mãi, cuối đường là một nơi chứa đầy rễ cây của bồ đề thần thụ. Người giấy dẫn Diệp Tố đến vị trí chính giữa, chỉ vào một đoạn rễ ở dưới sâu nhất nói, nên lấy đoạn này. Diệp Tố trước không nhìn vào rễ cây bồ đề mà ngược lại ngước mắt nhìn về phía người giấy, giọng nói này là của bồng lai trường sử. Một lát sau nàng mới tiến lên, nhìn lớp vỏ của đoạn rễ mà người giấy chỉ, một đoạn màu bạc sáng chói như ánh sáng của kim loại đúng là vỏ kiếm của khắp huyết kiếm vạn năm sau. Có một khoảnh khắc Diệp Tố thật sự muốn quay đầu rời khỏi đây, nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy, cũng không nói gì, chỉ an tĩnh cắt đoạn rễ cây đó. Sau khi Diệp Tố cắt rễ xong, người giấy mới một lần nữa tiến tới, hai tay dâng lên một cái hộp đưa cho nàng. Diệp Tố ngẩn người, nhận lấy hộp gỗ, vừa mở ra nàng liền ngạc nhiên cúi đầu nhìn người giấy thứ bên trong hộp gỗ chính là tháp linh của luân truyền tháp. vật này chính là hạt giống duy nhất của bồ đề thần thụ. nhờ diệp đạo hữu tạm thời quản lý thay, ngày sau đưa lại cho bồng lai. người giấy nói, xem như là yêu cầu để đối lấy vỏ cây bồ đề. diệp tố nhìn hạt giống trong hộp gỗ, nó phát ra hương vị thanh mát nhàn nhạt. một chốc lại nghĩ tới bồ đề thần thụ khô héo đổ sập ở vạn năm sau một chốc lại nghĩ đến tháp linh bị phong ấn trên cửa thành quy tông một lúc lâu sau nàng mới đóng nắp hộp lại bỏ vào túi cản khôn đồng ý nói được cùng lúc đó ở trong thiên cơ môn dù phục thời đang ở một mình trong phòng viết chữ tàng lục lại trà trộn vào trong thiên cơ môn lúc này cảnh giới của hắn đã đến đại thừa kỳ nhưng vẫn dựa vào việc giả chết thành mai rùa để lẫn theo các tài liệu đi vào hắn ở trong kho tài liệu hơn một tháng mới trốn ra tới tàng lục lặng lẽ mò mẫm đến bên ngoài cửa sổ phòng du phục thời, lộc cộc. Du phục thời đang ngồi bên bàn nghiêm túc luyện viết chữ to, hơn nửa ngày sau mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hắn buông bút, đi tới đẩy cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy tàng lục đang nấp trong một góc bên ngoài. Yêu chủ, chúng ta đi uống rượu đi. Tàng lục nhỏ giọng hô. Du phục thời do dự một lát, từ chối đề nghị này, ta còn chưa luyện viết chữ xong nhưng mà tàng lục lì lợm la liếm, cuối cùng vẫn thành công dụ dỗ được du phục thời đi với hắn. Đi uống rượu ở đâu? Du phục thời hỏi. Tàng lục cười hề hề nói, hầm rượu, ta nghe nói đệ tử thiên cơ môn muốn đổ hết rượu đi, quá đáng tiếc. Nên là chúng ta đi uống một chút đi, trước khi bọn họ đổ hết. Người yêu rượu nhất thiên cơ môn không ai khác chính là hình trưởng lão, nhưng hiện tại ông đã không còn, mọi người cũng không muốn vào hầm rượu lấy rượu của ông. Thế nên sau khi thương nghị thì quyết định không bằng đổ hết rượu xuống trước bia mộ của trường lão. Chuyện này là do tàng lục lúc lẫn trong tài liệu nghe lén được. Không hỏi tự lấy chính là trộm. Du phục thời đọc một câu mà hắn mới học trước đó không lâu. Tàng lục lấy ra từ trong túi cản khôn một đống yêu đan bát, cửu dai, đặt chúng vào trong hầm rượu thì xem như đã trả tiền rồi, không xem là trộm được. Du Phục thời nhìn về phía Tàng Lục, thật như vậy. Thật sự, Tàng Lục chắc chắn. Vì thế hai người nghênh ngang đi về phía hầm rượu, trên đường vô tình đi ngang qua nơi phong ấn khắp huyết kiếm. Linh thể khắp huyết người thấy hương vị trên người Du Phục thời thì thèm nhỏ dãi, thấy bọn họ đi mỗi lúc một xa thì bắt đầu điên cuồng dẫy rùa. Không thể không nói trận pháp của Diệp Tố đúng là mạnh, linh thể khắp huyết bị pháp trận buộc dính vào bản thể, hắn phải dùng miệng điên cuồng cắn nửa ngày mới rốt cuộc có thể cắn lủng một lỗ, một linh một kiếm thoát ra từ đó. Khắp huyết kiếm bay theo hướng đi của du phục thời, người cổ hơi thở đó đuổi theo một đường tới hầm rượu. Máu của du phục thời có dụ hoặc cực lớn đối với hắn, tuy nhiên khi muốn xông tới thì bên tai lại vang lên lời nói của Diệp Tố, tu sĩ đó không cho phép hắn tổn thương bất kỳ người nào trong thiên cơ môn. Khắp huyết giúp trong thân kiếm, Càng nghĩ tà khí trong mắt càng đậm, quan tâm làm gì cho phép với cả không cho phép, hắn cứ muốn uống máu du phục thời đấy. Khớp huyết kiếm vèo một tiếng bay thẳng về phía sau lưng du phục thời, khi chỉ còn một chút nữa thôi đã đâm trúng thì đột nhiên có một người cõng mai rùa từ đâu nhảy tới sau lưng du phục thời. Yêu chủ, uống cái này, tàng lục còn chưa nói xong thì liền cảm giác mai rùa của mình bị chọc một cái, ai dám chọc quý nửa đường lại nhảy ra một quy yêu ngàn năm khiến khắp huyết tức điên trực tiếp bay ra từ thân kiếm đè tàng lục xuống đất há mồm cắn mai rùa của hắn rộp rộp khắp huyết cạp giòn tan á à, tàng lục vừa quay đầu liền thấy một người toàn thân đỏ rực đang cắn mai rùa của mình thì tức khắc hoảng sợ gào khóc kêu to yêu chủ cứu mạng quy du phục thời xoay người một tay bắt khắp huyết một tay kéo quy ra khấp huyết thấy vậy thuận thế quay đầu cắn vào cổ tay hắn uống máu. Tuy nhiên hắn còn chưa biết không phải máu nào cũng có thể tùy tiện uống loạn, mới vừa nuốt xuống một mụn khấp huyết liền nhận thấy không đúng. Lực lượng trong máu này hắn không cách nào có thể nhận nổi, uống vào nhất định sẽ bị khống chế nên liền lập tức nhả ra. Chỉ là du phục thời được toàn thể yêu vương đồng thuận bầu lên vị trí yêu chủ thì có một điều kiện tiên quyết đó là hắn đánh rất giỏi khấp huyết tuy là ngay lập tức nhà ra nhưng đã chọc giận du phục thời. Du phục thời rất ghét bị người khác đả thương, những yêu vương bị hắn treo lên đánh cũng là vì nguyên nhân ra tay với hắn trước. Du phục thời nắm cổ khấp huyết nhúng hắn xuống lưu rượu, nhúng một lát lại sách lên hung hăng nện xuống đất, sau đó lại nhúng tiếp, tiếng rượu ào ào cùng với tiếng khấp huyết tiếp đất ẩm ý vang vọng khắp hầm rượu. Vì thế, trong lúc nhất thời trong hầm rượu liên tiếp vang lên hai loại thanh âm xen kẽ hu 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 xác của quy hư rồi ta không dám uống nữa ục 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 đừng quăng tàng lục quay đầu nhìn mai rùa bị lủng một lỗ của mình mặt như cho tàn như quy sinh đã mất toàn bộ hy vọng quay qua nói với du phục thời yêu chủ nhờ ngài đưa quy trở về xác của quy nói không chừng còn có thể tu bổ lại được Du phục thời một tay vẫn còn sách khắp huyết, tay còn lại tùy tiện vung lên xé rách không gian, tàng lục lao nước mắt nhảy về bình hải. Tuy rằng tàng lục đi rồi nhưng du phục thời vẫn còn rất giận, hắn nắm khắp huyết quang vào trên vách hầm rượu, dừa quang vừa nói, đồ xấu xí. Khắp huyết không còn luyến tiếc gì trên đời nữa, hai tay hai chân hoàn toàn rũ xuống, hắn vốn cũng muốn chống cự nhưng không cách nào làm được, chỉ mới nuốt một chút máu thôi mà hắn đã bị khống chế chờ khi Diệp Tố về tới Thiên Cơ Môn thì Du Phục Thời cũng sách khắp huyết bị đánh đến nghi ngờ kiếm sinh ra khỏi hầm rượu, vừa lúc đụng phải nàng. Đệ đi hầm rượu à? Diệp Tố ngửi thấy mùi rượu trên người hắn nên hỏi, lại nhìn thấy khắp huyết kiếm trong tay Du Phục Thời, đệ phá trận. Du Phục Thời lắc đầu, ánh mắt trong trẻo, nhìn khắp huyết kiếm trong tay nói, hắn chạy tới hầm rượu, ta đuổi theo, hắn còn cắn ta, diệp tố nghe vậy thì liền nhìn xuống cổ tay hắn quả nhiên nhìn thấy có vết máu hắn chạm vào máu của đệ du phục thời gật đầu có chút kiêu ngạo nói chỉ mới đụng có một chút xíu thôi thì đã bị ta bắt được diệp tố nhíu mày bước tới ngón tay lướt qua vết thương trên cổ tay hắn sau khi chữa trị xong mới nhận lấy khắp huyết kiếm nói ta còn tưởng rằng đệ đi hầm rượu với tảng lục du phục thời lần đầu tiên nói dối nên trong nháy mắt liền trột giả hai mắt đảo liên hồi cuối cùng không đánh đã khai không có trộm rượu có thả lại yêu đan trả tiền uống rượu diệp tố không khỏi bật cười ra tiếng ta biết rồi thực ra tàng lục trà trộn vào lần thứ hai thì đã bị phát hiện chẳng qua được diệp tố ép xuống mọi người làm như không biết mà thôi nàng không vui du phục thời nhìn thẳng vào diệp tố từ lúc gặp mặt vừa rồi cho đến hiện tại tuy rằng trên mặt nàng nở nụ cười nhưng hắn biết nàng đang không vui không có diệp tố dừng một chút lại bổ sung chỉ là suy nghĩ một ít việc nàng nhìn du phục thời ngự thần sao thượng giới hạ xuống thuật cấm ngôn của ngự thần có liên quan gì tới hắn hay không diệp tố vì để tiểu sư đệ không nhìn ra khác thường mà lấy khắp huyết kiếm làm cớ bảo phải đi làm vỏ kiếm cho nó phần rễ của bồ đề thần thụ ánh lên màu bạc lập lánh, chỉ nhìn bên ngoài thì thật trông giống như một khối kim loại bạc, chỉ luyện hóa một đoạn rễ này thôi nhưng Diệp Tố phải mất đến hai tháng mới hoàn thành. Cuối cùng nàng đem đoạn vỏ rễ đã được luyện hóa xong trùm lên thân kiếm khắp huyết, dù cho là ai cũng không thể nhìn ra được đây là vỏ kiếm, chỉ giống như khắp huyết kiếm đổi sang một màu sắc khác mà thôi. Thế là tà khí lúc nào cũng cuồn cuộn của khắp huyết kiếm bị áp chế hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này nàng còn phát hiện khắp huyết kiếm rất sợ du phục thời. Không giống với sợ nàng do nàng có đủ loại thủ đoạn chấn áp mà khắp huyết kiếm giống như theo bản năng đã sợ hãi hắn. Thiên cơ môn dưới sự dẫn dắt của Diệp Tố và hai vị trưởng lão còn lại, dần dần một lần nữa đi vào quỹ đạo, một nhóm đệ tử mới bộc lộ tiềm năng, khả năng trong thời gian ngắn nữa thôi sẽ có thể trở thành trụ cột cho thiên cơ môn. Trước khi thời hạn một năm kết thúc, ba vị thượng thần rốt cuộc chấn áp xong thần tùy của bốn thần phản bội. Trọng Minh Thần vẫn còn chưa yên lòng về thiên cơ môn nên quyết định ghé vào một lần trước khi đi. Hai vị thượng thần còn lại cũng đi theo ông. Diệp Tố dẫn ba người Trọng Minh Thần đi một vòng thiên cơ môn. Nàng không thể nói nên lời chuyện vạn năm sau nên cũng không cố gắng báo cho bọn họ biết nữa. Chúng ta đã dựng xong bia đá, chấn áp bọn họ trong các tiểu bí cảnh ít nhất có thể kéo dài được khoảng vạn năm thì bọn họ mới có thể ra được. Phật Ma Thần nói, khi đó thông đạo nối thượng hạ giới hẳn là đã được mở lại, chúng ta sẽ thỉnh ngự thần ra tay diệt trừ bọn họ. Nếu tấm bia đứt gãy trước đó thì nên tu bổ như thế nào? Diệp Tố hỏi ông. Phật Ma Thần ngẩn ra, linh khí trong tiểu bí cảnh thưa thớt, trước khi các tấm bia đá đứt gãy thì chúng ta hẳn đã có thể một lần nữa hạ phàm thời gian vạn năm chứa quá nhiều biến số. Diệp Tố một lần nữa hỏi ông, nếu tấm bia đá đứt gãy thì có phương pháp nào để chữa trị không? Có. Phật ma thần nghĩ nghĩ nói, người đi tìm hàn tinh bùn tốt nhất, nếu tấm bia đá có đứt gãy thì có thể bôi nó lên dính lại, chống đỡ một khoảng thời gian. Hàn tinh bùn lại là một cái tên quen thuộc. Diệp Tố rũ mắt nói đã rõ, tuy nhiên trước khi ba vị thượng thần rời đi, nàng cuối cùng vẫn nhịn không được mà chạy theo hỏi nếu lôi phi thăng biến mất nó có nghĩa là gì trọng minh thần quay đầu lại lôi phi thăng không có khả năng biến mất trừ phi ngự thần chấp trường lôi kiếp xảy ra chuyện khi những lời này truyền đến trong tai diệp tố thì ba vị thượng thần cũng đồng thời biến mất trở về thượng giới cùng lúc đó thông đạo nối thượng hạ giới cũng bị đóng lại tam giới sẽ không còn thần hạ phàm nữa ngự thần chấp trường lôi kiếp Xảy ra chuyện. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, và năm sau, thông đạo nối thượng hạ giới vẫn không mở ra, lôi phi thăng lại thật sự biến mất, không một ai có thể phi thăng được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả kết nối giữa thượng giới và hạ giới đều bị cắt đứt. Ba vị thượng thần rời đi, thông đạo đóng cửa tự hồ cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với tam giới, tất cả mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, hướng về phía trước. Bồng Lai đã có trưởng sử mới, vẫn như cũ là một gương mặt bình thường đến cực điểm. Liếc mắt nhìn qua là có thể quên ngay sau đó. Ai cũng không biết gương mặt thật sự bên dưới lớp ảo thuật đó trông như thế nào. Càng không ai biết được tiền bồng lai trường sử đã để lại tin tức gì cho các đệ tử bồng lai. Diệp Tố cũng một lần nữa tiến dai, nhảy lên hàng đại năng độ kiếp hậu kỳ đỉnh. Ở tam giới hiện tại cơ bản đã không có đối thủ, nhưng nàng lại dừng bước ở đây gần một năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu sẽ phi thăng. Ngược lại là đan tông thánh thủ, sau nhiều lần khúc chiết thì ở năm thứ hai sau khi trở về tông môn từ đại hội tam giới, hắn thế nhưng lại thật sự có thể luyện ra được cửu chuyển hồi hồn đan. Ngày kết đan hôm ấy, không chung của đan tông bao trùm bởi một màu tím rực rỡ, tất cả tông môn đều bị kinh động, sôi nổi nhìn về phía xa hướng đan tông. Đan khí lượn lờ, lôi phi thăng dáng xuống, đan tông thánh thủ độ kiếp phi thăng. Diệp Tố đứng trên đỉnh cửu huyền phong, trông về phía xa, thần thức có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy rõ tình hình ồn ào ở trong và ngoài đan tông. Tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn lên khoảng trời đó. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố tận mắt nhìn thấy lôi phi thăng, uy lực ngập trời, mây đen răng đầy, từng nhát lôi kiếp màu tím thô to bổ xuống với khí thế khủng bố, khiến người ngoài nhìn thôi đã thấy sợ hãi. Tuy nhiên Đan Tông Thánh thủ đã luyện chế ra thần đan, lần này phi thăng cũng không tính là khó. Lôi kiếp nhìn có vẻ đáng sợ nhưng khi chân chính bổ xuống người hắn thì lại ít đi vài phần sát ý. Lần lôi kiếp này kéo dài 17 ngày, Đan Tông Thánh thủ rốt cuộc phi thăng thành công, mang theo lô đỉnh của mình rời khỏi hạ giới bước lên thượng giới. Trong lúc nhất thời người tới bái phỏng Đan Tông nối liền không dứt, Diệp Tố chỉ phái người đi tặng lễ, bản thân vẫn tiếp tục tu luyện chờ đến khi náo nhiệt do lần phi thăng của đan tông thánh thủ nguội xuống cũng đã là ba tháng sau thế nhưng diệp tố vẫn như cũ không có chút dấu hiệu nào là sẽ đột phá thế nhưng lại có người đan tông tìm tới nói thẳng muốn tìm diệp tố diệp tố tạm dừng tu luyện đi đến nghị sự đường người tới chính là tông chủ đan tông tông chủ có việc tìm ta sao sau khi diệp tố tiến vào liền hỏi tông chủ đan tông cũng không cố kỵ gì lấy ra một hộp đan. Trước khi thánh thủ phi thăng đã dặn dò ta giao cái này cho đạo hữu hắn có thể phi thăng cũng là nhờ có diệp đạo hữu trợ lực. Thiên cơ môn tuy được diệp tố quản lý nhưng nàng trước sau chưa từng nhậm chức tông chủ, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng không phải, thế nên người ngoài chỉ xưng nàng một tiếng đạo hữu Một lò của thánh thủ ra năm viên phế đan, hai viên cửu chuyển hồi hồn đan, trong đó hắn đã mang đi một viên. Tông chủ đan tông nói một viên còn lại này là của Diệp Đạo Hữu Diệp Tố nhìn chằm chằm hộp đan trong tay tông chủ đan tông, cảm giác không thể trốn khỏi số mệnh định sẵn lại nổi lên. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu nàng mới hỏi, về sau đan tông có còn ai có thể luyện chế ra cửu chuyển hồi hồn đan nữa không? Không thể, tông chủ đan tông lắc đầu nói, một số tài liệu của cửu chuyển hồi hồn đan đã dùng cạn, tam giới không còn nữa, hốm hồ nửa quyền bí tịch cũng đã bị thánh thủ phá hủy. Diệp tố nhíu mày, hà cớ gì lại phá hủy nửa quyền bí tịch. Nếu đã luyện chế ra được cửu truyền hồi hồn đan thì nội dung của nửa quyền còn lại hẳn cũng đã có thể bổ sung đầy đủ. Nếu viết nó ra giao lại cho đan tông mới là hợp với lẽ thường. Mặc dù một số tài liệu đã không còn nhưng tương lai biết đâu lại có thể tìm ra tài liệu khác có thể thay thế. Tông chủ đan tông giống như có thể đọc được suy nghĩ của Diệp Tố, cười cười nói, Thánh thủ lo lắng có người sẽ dùng tà pháp để điều chế ra tài liệu nên đã hủy bí tịch, chờ sau này khi thông đạo mở lại, hắn sẽ mang theo tài liệu cùng với quyển bí tịch hoàn chỉnh xuống hạ giới. Diệp Tố nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của tông chủ Đan Tông, không cách nào nói thật ra tình hình phát sinh ở vạn năm sau. Vậy cửu truyền hồi hồn đan này giao cho Diệp đạo hữu. Nói xong tông chủ Đan Tông gật gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi. Diệp Tố cúi đầu ngơ ngẩn nhìn hộp đan trong tay, nàng chậm rãi mở nắp ra, quả nhiên ngửi được mùi đan dược quen thuộc. Từng việc lại từng việc xảy ra, đều đang đẩy nàng đi về phía trước. Ngày hôm sau, Diệp Tố đi một mình đến nơi giao nhau của Tam giới, đại điện bị đánh sập đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc hẳn là bởi vì thông đạo nối thượng hạ giới đã đóng lại, đại hội Tam giới sẽ không tổ chức nữa nên đại điện cũng không được trùng tu. Chỉ còn luân chuyển tháp vẫn sừng sững đứng đó. Nàng ngửa đầu nhìn luân chuyển tháp, thầm đếm từ tầng đầu tiên đến tầng cao nhất, tổng cộng có 8 tầng. Diệp Tố cũng từng tìm hiểu qua, luân chuyển tháp trước nay chỉ có 8 tầng, không có tầng thứ 9, cũng không có tháp linh gì cả, chỉ là một tòa tháp bình thường được dùng làm nơi thí luyện cho các đệ tử tam giới mà thôi. Hiện giờ trận pháp bên trong luân chuyển tháp chẳng có tác dụng gì với Diệp Tố nữa. Nàng có thể dễ dàng bước vào. Nàng đi thẳng lên từ tầng 1 đến tầng 8, ngửa đầu nhìn đỉnh tháp không khác gì các đỉnh tháp thông thường, rốt cuộc cẩn thận suy nghĩ ra được một việc. Cái gọi là tầng thứ 9 hay tháp linh gì đó, chẳng qua là có người đã tung những tin đồn này ra ngoài. Luân chuyển tháp vạn năm sau rõ ràng đã bị ai đó cải tạo, thiết lập trận pháp trên tháp đỉnh, lại liên kết nó với hạt giống Bồ đề thần thụ mượn sức của thần lực ẩn chứa bên trong hạt giống mới có thể đưa nàng đi tới vạn năm trước thần vẫn kỳ này. Còn về phần người đó là ai? Diệp Tố cúi đầu lấy ra hạt giống tỏa ra ánh sáng tím, cười khổ một tiếng, người đó chính là nàng. Hoặc là nói, sắp sửa là nàng. Diệp Tố ở trong luân chuyển tháp hơn một tháng, mãi cho đến khi du phục thời không ngừng truyền tin tìm nàng thì mới bước ra khỏi tháp vừa về đến thiên cơ môn thì du phục thời liền chạy tới tìm nàng hỏi nàng đã đi đâu vì sao lại không dẫn hắn cùng đi nàng có phải thật ra là không thích ta chỉ muốn gạt ta song tu với nàng đúng không du phục thời dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chất vấn diệp tố diệp tố sửng sốt trong mắt hiện lên ý cười từ đâu học được lời này không có không thích để du phục thời gần đây đọc không ít sách lại còn kể chuyện về Diệp Tố với Tàng Lục, nhưng Tàng Lục lại nói Diệp Tố ném hắn ở lại trong tông môn một mình không quan tâm đến, rất có khả năng là chỉ nhìn trúng mặt của hắn, muốn lừa hắn xong tu mà thôi. Không tin, Du Phục thời nghiêng đầu, cố ý không nhìn Diệp Tố nữa. Về sau đi ra ngoài đều sẽ dẫn đệ theo. Diệp Tố nhìn Du Phục thời, nhẹ nhàng nói, nhưng sâu trong đáy mắt lại tích tụ sự thâm trầm không thể nhìn thấu dù phục thời rất dễ dỗ, nghe được lời này thì liền vứt lời khuyên tận tình chân thành của tàng lục khuyên hắn về yêu giới. Đừng bị tu sĩ lừa gạt cả thể xác và tinh thần ra sau đầu, cong mắt cười với Diệp Tố, là nàng hứa rồi đấy. Ừ, Diệp Tố bỗng nhiên lại nói với Du Phục Thời, ta dạy cho đệ luyện kiếm nhé. Được thôi, Du Phục Thời không chút nào do dự liền đồng ý, hắn thích Diệp Tố dạy hắn nhiều thứ, Kể từ hôm đó hắn liền bắt đầu theo Diệp Tố luyện kiếm, từ buổi chiều luyện đến tới, thỉnh thoảng mệt quá không muốn xuống núi thì sẽ biến thành tiểu hắc xà treo trên cổ tay Diệp Tố, ăn vạ trong phòng nàng không đi. Năng lực học tập của Du Phục thời không hề chậm hơn so với Diệp Tố, ngay cả những thứ đối với người thường mà nói là cực kỳ khó khăn hắn cũng đều có thể học được. Xuân đi thu tới, hai người học hết tất cả kiếm phổ có thể vơ vét được. Diệp Tố ngộ ra kiếm ý của bản thân mình, Du Phục Thời cũng có kiếm ý thuộc về chính hắn. Trong lúc đó Diệp Tố cũng dẫn Du Phục Thời đi đến những nơi có truyền thừa, gom sạch toàn bộ thiên tài địa bảo bên trong đó cho Du Phục Thời, để hắn đặt ở trong giới. Đến cảnh giới như nàng hiện tại thì luyện khí đã giống như hạ bút thành văn, tùy tay luyện ra đều có thể bán ra được giá cao, lại có thiên cơ môn phía sau chống đỡ, tiền bạc đều không cần phải đắn đo chi diệp tố luôn thích dẫn du phục thời đi chọn quần áo đẹp nhất mua đan dược chân quý nhất sau đó bảo hắn thu tất cả vào trong giới có một ngày diệp tố hỏi du phục thời vì sao hắn chưa từng có lôi kiếp kết quả ngày hôm sau trên đầu hắn liền có lôi giáng xuống lôi kiếp đại thừa trung ký diệp tố nhìn du phục thời nhẹ nhàng độ xong lôi kiếp trong lòng buồn cười không thôi hỏi thấy ai độ kiếp mà học được vậy hắn căn bản không có lôi kiếp lại không phải linh lung cốt, hiển nhiên là một sự tồn tại càng cao hơn. Tang lục, du phục thời trột dạ nói. Trở về thôi, Diệp Tố cũng không đào sâu chuyện này, dẫn theo hắn trở về thiên cơ môn. Có đôi khi, Diệp Tố cũng sẽ lấy cớ phải đi xử lý sự vụ của thiên cơ môn, lưu lại hắn ở trong tông môn, một mình ra ngoài. Những lúc như thế, trên người nàng hoặc là thiếu vài thứ, hoặc là sẽ mang về một chút đồ vật những chuyện đó du phục thời cũng không biết. Diệp Tố cũng cố ý để hắn tiếp xúc với những người khác, kiến thức những chuyện trong tu chân giới, biết người trải việc mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên vô luận là đệ tử, trưởng lão Thiên Cơ Môn hay là người của các tông môn khác tự hồ đều chưa từng xem thường du phục thời, cũng không dám ở trước mặt hắn giờ trò gì. Điểm này Diệp Tố lại không nhận ra vì ở trước mặt nàng, hắn vẫn luôn là bộ dáng đó không hề thay đổi thiên chân lại trẻ con sân viện trên cửu Huyền Phong vắng lặng khi diệp tố bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy du phục thời đang đứng trước bàn đá dưới tàng cây trong sân nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay đầu lại cười với nàng diệp tố hoảng hốt nhìn người dưới tàng cây hình ảnh này nàng đã từng gặp qua ở Bồng Lai là bức họa mà vạn năm sau Trường sử đã đưa cho nàng xem Lúc ấy người bồng lai còn tưởng tiểu sư đệ là tiền trường xử thế nên không chút do dự ra tay cứu lấy huyền âm chi thể. Du phục thời bước nhanh về phía Diệp Tố, tay hô hô trước mắt nàng, Diệp Tố. Diệp Tố hoàn hồn dỗi tay nắm lấy tay hắn, sao lại không gọi đại sư tỷ? Chỉ có thời gian ban đầu du phục thời mới ngoan ngoãn gọi nàng là đại sư tỷ, sao lại không biết vì sao không gọi nàng như thế nữa? Không gọi dù phục thời kiên quyết cự tuyệt. Tàng lục nói bọn họ về sau sẽ song tu, không thể gọi đại sư tỷ, như thế là sai bối phận. Diệp tố cũng quên hắn không gọi mình là đại sư tỷ, nàng kéo hắn ngồi xuống, ta có việc phải ra ngoài một đoạn thời gian, để ở lại trong tông môn nhé. Ừ, sau đó du phục thời đột nhiên lại hỏi, Diệp tố, chừng nào thì nàng phi thăng? Bọn họ nói nàng sắp phải phi thăng đi thượng giới. Vậy thì hắn cũng phải thành thần mới có thể ở bên cạnh nàng. Diệp Tố không giấu vết buông tay du phục thời ra, tạm thời còn chưa có dấu hiệu phi thăng. Chương 214. Phi thăng. Du phục thời chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Diệp Tố, nàng nói nàng có việc cần ra ngoài, để hắn ở lại tông môn. Du phục thời liền nghe lời mà ở lại trong tông môn chẳng qua nó lại không giống với cảnh tượng bình yên trong tưởng tượng của Diệp Tố. Khi không có nàng ở đây, hắn luôn độc lai độc vãng, mặc cho các đệ tử hay trưởng lão có chào hỏi thì nét mặt hắn cũng không thân thiện hơn là bao. Càng không cần nhắc tới tính tình thiên chân trẻ con luôn bày ra trước mặt nàng, tựa như chưa từng tồn tại. Dù phục thời lúc này xứng với chức danh yêu chủ của mình cường đại, lạnh nhạt. Diệp Tố chưa từng thấy qua một mặt này của hắn, hoặc là nói du phục thời ở trước mặt nàng luôn tránh không để xuất hiện dáng vẻ này. So với yêu giới đơn giản chỉ cần dựa vào thực lực là có thể xưng bá thì tu chân giới lại giống như một cái phường nhuộm khổng lồ, đặc biệt người ở trong đại tông, chỉ cần không ngốc thì ở một thời gian thôi cũng có thể học được 7, 8 phần. Huống chi, ngày thần vẫn hôm đó, sau khi du phục thời nhìn thấy Diệp Tố ngã xuống đất không tỉnh lại thì tâm thái vốn dĩ đơn thuần của hắn đã xảy ra biến hóa, hắn không còn chỉ tập trung vào mỗi bản thân mình mà dần dần đã phân ra một ít sự chú ý lên những người cùng những việc xung quanh. Dù phục thời trước nay thông minh, ngay cả Diệp Tố đôi khi cũng rất ngạc nhiên với tốc độ học tập của hắn, hắn theo bản năng hấp thu, học hết thảy mọi thứ quanh mình, đã sớm không còn là yêu chủ đơn thuần lúc chân ướt chân giáo mới đến tu chân giới nữa. Đương nhiên mặt này cũng chỉ là khi đối diện với những người khác, còn trước mặt Diệp Tố, dù phục thời lại trở về là một tiểu hắc xà thiên chân lười biếng, thích làm nũng, thỉnh thoảng sẽ tùy hứng vô lý. Thời gian rời tông môn của Diệp Tố lần này khá lâu, trong suốt 4 tháng qua chỉ truyền về hai tin cho Du Phục Thời, mà đều chỉ là tin nhắn bằng chữ viết. Du Phục Thời mỗi ngày đều bấm ngón tay tính, một lần lại một lần, cảm thấy thời gian nàng đi sao dài quá, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau chẳng lẽ nàng không nhớ hắn chút nào sao? Vị yêu chủ nào đó nằm dài úp mặt lên bàn đá trong sân viện cửu huyền phong, buồn giàu không thôi, hắn rất nhớ nàng. Đột nhiên du phục thời đứng bật dậy, muốn đi tìm trưởng lão hỏi xem Diệp Tố đi đâu làm gì, hắn cũng muốn đi theo. Du phục thời yên lặng đi đến chủ điện trên cửu huyền phong, khi Diệp Tố không có mặt ở tôn môn thì sự vụ trong tông sẽ do một vị trưởng lão lo liệu, nghe nói trong tương lai vị trưởng lão này sẽ thay cho Diệp Tố, trở thành trưởng môn thiên cơ môn. Dù phục thời vừa đi đến bên ngoài đại diện thì liền cảm nhận được trong điện không chỉ có một người, hắn vung tay lên giấu đi bản thân, đi đến cửa hông đại điện, nghiêng đầu nhìn vào trong, mới phát hiện bên trong có không ít người ngoại tông đang ngồi. Nhìn cũng khá quen mắt, hình như đều là đại năng của các tông. Bọn họ tựa hồ đang đàm luận chuyện gì đó, dù phục thời thấy không có gì hứng thú thì xoay người chuẩn bị trở về, nào ngờ đột nhiên lại mơ hồ nghe thấy hai chữ diệp tố. Hắn dựa sát vào cửa điện, rũ xuống hàng mi dài, nghiêng tai lắng nghe. Ngày thần vẫn hôm đó, thượng thần không phải cũng đã nói trong lôi kiếp của tiểu cô nương có ẩn chứa thần ý rồi ư? Vì sao hiện tại đã độ kiếp hậu kỳ đỉnh lâu như vậy mà mãi không có động tĩnh gì? Việc này chúng ta cũng không biết giọng nữ vang lên sau đó đúng là giọng của trưởng lão thiên cơ môn. Sáu kiện, Diệp Tố đã luyện ra sáu kiện có thể nói là pháp bảo thần khí rồi. Tông chủ hợp hoan tông lắc đầu, nếu chiếu theo quy luật phi thăng thành thần từ trước tới nay của tu chân giới thì vào lúc luyện chế ra kiện thần khí đầu tiên Diệp Đạo Hữu đã có thể phi thăng rồi. Vậy mà Diệp Tố đã luyện ra đến kiện thần khí thứ sáu vẫn chưa có chút dấu hiệu phi thăng nào. Diệp Tố có phải lo lắng về trời sinh thức hải hay không? Tông chủ ngô kiếm phái hỏi, nhưng với sáu kiện thần khí hộ thân, hẳn là cũng đủ để ngăn cản lôi phi thăng. Không một ai ngồi trong đại điện này biết rằng thần khí mà Diệp Tố luyện chế ra tất cả đều đã đưa cho du phục thời, để hắn đặt trong giới. Hôm nay các vị đại năng tề tự lại đây là vì muốn thương nghị một vài việc, chuyện về Diệp Tố đơn thuần chỉ là vô tình nhắc đến trong lúc thảo luận mà thôi, nhưng không ai phát hiện ra du phục thời đứng ở bên ngoài điện đã nghe hết toàn bộ lời nói của bọn họ. Hay là vì tiểu cô nương còn người nào đó, hoặc là việc nào đó, còn chưa yên lòng, chưa bỏ xuống được. Tông chủ hợp hoan tông đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của bà cố ý nhìn về phía trưởng lão thiên cơ môn, ý ám chỉ rất rõ ràng là Diệp Tố còn chưa an tâm về người và việc của thiên cơ môn. Dù sao trước đó trưởng môn thiên cơ môn và các trưởng lão các đệ tử có thiên phú cao nhất đều chắn trước người nàng, vì thế mà hình thần đều tan biến. Những lời nói sau đó Du Phục Thời cũng nghe không vào nữa, hắn lặng yên rời khỏi đại điện, chậm rãi bước xuống núi. Có đôi khi hắn cũng từng nghĩ, sau khi Diệp Tố phi thăng thành thần thì mình phải làm sao bây giờ, hắn có phải cũng phải phi thăng hay không? Nhưng mà Du Phục Thời lại không biết làm sao để phi thăng, vì hắn chưa từng có lôi kiếp lực lượng của hắn chưa bao giờ là do dốc sức tu luyện mà có mà là đã có sẵn trong người có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều không qua mấy ngày du phục thời tiến thêm một bước trên nấc thang trưởng thành hắn bắt đầu lột da lột da không phải là một việc dễ dàng mặc dù có linh mạch của thiên cơ môn chống đỡ thì hắn vẫn cảm thấy không quá đủ mỗi khi phải hóa thành hình người thì làn da đều nứt nẻ cả da lần lột da đầu tiên nên hắn cũng không hiểu biết lắm Tóm lại cuối cùng khi kết thúc, cả người đều cạn kiệt sức lực, thậm chí hắn còn chưa nhận thấy được lực lượng của mình đã được thuần hóa lên một bậc cao hơn. Lúc này Diệp Tố vẫn chưa trở về, dù phục thời cầm truyền tin Ngọc Điệp liên lạc với nàng nhưng không có ai trả lời, mãi đến vài ngày sau mới thu được một tin an ủi của Diệp Tố, nhưng vẫn không có hình ảnh, không có âm thanh, chỉ có vài chuỗi ký tử lạnh băng. Cứ như vậy lại qua mấy tháng, dù phục thời nghênh đón lần lột ra thứ hai, hắn không nhận ra tốc độ lột da của mình quá nhanh chỉ mãi lo tức giận diệp tố vì sao lâu như vậy mà vẫn chưa trở về nàng còn không trở lại là ta sẽ quên nàng luôn đó du phục thời mở ra truyền tin ngọc điệp nói sẽ quên ai cơ từ bên ngoài viện truyền đến một thanh âm du phục thời trong nháy mắt liền quay đầu nhìn lại thì phát hiện diệp tố đang đứng bên ngoài nhìn hắn cười hỏi từ ngày nàng rời đi cho đến hôm nay đã gần một năm Đối với tu sĩ mà nói không tính là một thời gian dài, nhưng du phục thời lại cảm thấy đã rất lâu, rất lâu rồi không được gặp Diệp Tố. Hắn ném truyền tin ngọc điệp lên bàn đá trong sân, bĩu môi, thứ này thật vô dụng, liên hệ không được người nào đó. Diệp Tố bước đến, cầm truyền tin ngọc điệp lên xin lỗi, khoảng thời gian trước ta có chút bận, cho nên không liên hệ với đệ được đàng hoàng. Vì tìm ra Linh Đàm mà nàng đã dốc ra rất nhiều tâm lực trong quá trình lại thường xuyên bị thương nghiêm trọng nên chỉ có thể thỉnh thoảng trả lời bằng tin nhắn cho hắn du phục thời ngửa đầu nhìn nàng có phải nàng sắp phi thăng rồi hay không diệp tố lắc đầu cười còn chưa đâu phi thăng nào có đơn giản như vậy ánh mắt nàng dừng trên người du phục thời bỗng nhiên nụ cười có chút cứng lại nàng dỗi tay kéo cổ áo hắn ra nhìn lớp vải đen như ẩn như hiện thì nhíu mày hỏi lại sắp lột ra khoảng cách với lần trước còn chưa được bao lâu, chắc là vậy. hiểu biết của Du Phục Thời về tình trạng thân thể của mình cũng chẳng hơn người khác là bao nhiêu. Diệp Tố sửa sang lại cổ áo cho hắn, để cố gắng nhịn mấy ngày. Ta có mang theo một thứ trở về, về sau để có thể dùng được. chuyện đầu tiên mà Diệp Tố làm sau khi trở về là thiết kế trận trong phòng mình, liên kết với giới của bản thân, không giống với giới của Du Phục Thời. Trong giới của Diệp Tố chỉ đặt một cái linh đàm, đây là nàng phải tìm kiếm hồi lâu mới tìm thấy ở một di tích hài cốt của một đại năng của tu chân giới. Trận pháp sẽ chỉ mở ra khi Du Phục thời cần linh khí, hắn vừa đến gần sẽ ngay lập tức khởi động, đưa hắn tiến vào trong giới của Diệp Tố. Sau khi trận pháp được thiết lập xong thì Diệp Tố liền dẫn Du Phục thời đi vào, dạy hắn về sau mỗi khi lột ra thì đi vào đây ngâm linh đàm dù phục thời ngâm nửa người vào trong linh đàm cảm giác khó chịu quả nhiên dần dần biến mất hắn ngửa đầu nhìn diệp tố lần sau ngươi đi đâu thì dẫn ta đi cùng đi nơi này quá nhàm chán đặc biệt là khi chỉ có một mình hắn sau này diệp tố vươn tay vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của hắn ra sau tai dù phục thời theo bản năng cũng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay nàng diệp tố thấy thế thì không nhịn được mà nở nụ cười sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau ta đi đâu để đi đó. Dù phục thời không nhận ra thâm ý bên trong lời nói của nàng, chỉ cảm thấy lần lột da này tuy rằng không thoải mái nhưng cũng may có Diệp Tố ở cạnh bên nên tinh thần cảm thấy rất tốt. Để cất kỹ cái này đi. Diệp Tố lấy ra một thứ dao cho Du Phục Thời, đừng làm mất nhé. Du Phục Thời nhận lấy, cúi đầu lật xem một hồi nói, ta biết cái này. Hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố, là thiên cơ lệnh. Lúc trước Du Phục Thời lật xem tông huấn đã thấy qua. "Đúng vậy, vì sao lại đưa cho ta?" Du Phục Thời không hiểu lắm. Diệp Tố tỏ vẻ như không có việc gì, cười cười nói, "Về sau, để có thể dùng nó để tìm ta." Du Phục Thời từng nghe đệ tử Thiên Cơ môn lén nghị luận qua, biết Diệp Tố lúc trước là dựa vào Thiên Cơ lệnh để tiến vào tông môn, cũng biết Thiên Cơ lệnh có ý nghĩa thế nào với người Thiên Cơ môn hắn cẩn thận cất vào trong giới, ngửa đầu, hai mắt trong trèo nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy ta đây về sau sẽ có thể ra lệnh cho nàng làm một chuyện rồi. Diệp Tố giơ tay sờ sờ mặt của hắn, chỉ cười mà không nói gì. Khi du phục thời lặn xuống đáy đàm, Diệp Tố rời khỏi giới, ngồi trước bàn trong phòng vẽ tranh. Bức họa này trước khi hắn lột ra xong đã bị nàng đưa vào trong thư các của bồng lai, xen lẫn trong các bức họa của các đời trường sử đợi khi hắn ra khỏi đàm, Diệp Tố lại dạy hắn vẽ pháp trận phù chú. Dù phục thời học được rất mau, đặc biệt là pháp trận phức tạp nhất trong số đó, nàng thường xuyên kiểm tra. Pháp trận này khó quá đi. Dù phục thời nằm dài ra bàn, lười biếng nói. Thất học mới cảm thấy khó. Diệp Tố chọc hắn. Dù phục thời nhíu mày, ta không phải thất học. Hắn tùy tay lấy qua quyển từ điển cổ văn trên bàn, Mở một trang trống ở phía sau vẽ lại phù chú đồ đó, đắc ý đưa cho Diệp Tố xem, ta sớm đã học xong. Diệp Tố nhìn phù chú đồ trên trang giấy mà không khỏi có chút hoảng hốt. Việc nên làm đều đã làm xong cả rồi. Từ ngày đó về sau, cách mỗi nửa năm du phục thời lại lột ra một lần, lực lượng của hắn cũng theo đó biến hóa nhưng bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn không nói nên ngay cả Diệp Tố cũng không hay biết gì. Mãi cho đến lần lột da thứ tư của hắn, dù phục thời còn đang ngâm mình trong linh đàm thì đột nhiên Diệp Tố lại thất tha thất thều rời khỏi sân viện, nàng đã áp chế không được nữa rồi. Từ trước khi đại hội tam giới diễn ra thì thần thức của Diệp Tố vốn đã tiệm cận với mức thần, hai năm trước khi tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh, nàng vẫn luôn ép lại cảnh giới mới không đến nỗi phi thăng ngay tại chỗ. Đến hôm nay, nếu Diệp Tố vẫn không phi thăng thì sẽ chỉ có một con đường đó là nổ tan xác mà chết khi diệp tố đi đến sau núi nàng lại nghiêng đầu nhìn về đỉnh cửu huyền phong lúc này hắn hẳn là vẫn còn đang ngâm mình dưới đáy linh đàm chờ hắn ra tới thì có lẽ nàng đã phi thăng thành thần nàng không biết du phục thời ở đây về sau sẽ đi theo con đường như thế nào nhưng nàng cần phải phi thăng mới có thể trở về cứu người ở vạn năm sau lôi phi thăng tới rất mau giống như đã đợi sẵn từ lâu thời gian ngưng động lại cũng rất nhanh, gấp không chờ nổi mà lập tức bổ xuống người Diệp Tố. Mọi người trong Thiên Cơ môn đều bị kinh động, ngoại trừ gian phòng được thiết kế trận pháp trên cửu huyền phong. Mọi người ngước nhìn lôi kiếp phi thăng khổng lồ xưa nay chưa từng có, đừng nói là Thiên Cơ môn, khắp mọi nơi trên toàn bộ tu chân giới đều bị ánh sáng tím chiếu đến, ngày đêm không nghỉ. khi mỗi một đạo lôi phi thăng màu tím giáng xuống, Diệp Tố cũng không hề chống cự nàng cũng không quên thả ra đạo lôi kiếp trong tụ lôi bình, cho nó cùng hưởng thụ, lôi phi thăng với nàng. Lôi phi thăng đánh xuống liên hồi, giống như hàng miễn phí phát không vậy, không ngừng bổ xuống sau núi cửu huyền phong, khiến cho ngay cả linh mạch của thiên cơ môn cũng hấp thu được không ít thần lực, động lại ở giữa linh mạch. Lôi phi thăng quá nhiều, diệp tố rất nhanh đã có thể luyện chế hoàn chỉnh tụ lôi bình, nhưng đạo lôi ở trong bình vẫn còn đang tiến dai. Diệp Tố bắt đầu dùng tụ lôi bình thu thập lôi phi thăng dáng xuống, một đạo, hai đạo. Khi tụ lôi bình sắp đầy thì đạo huyền thiên lôi cấp thấp bị nàng nhốt trong bình trước đó thế nhưng cũng không ngừng nương theo đó được luyện hóa tiến dai. Cuối cùng cũng tăng cấp trở thành không khác gì với lôi phi thăng. Diệp tố đóng nắp bình lại, ngửa đầu nhìn bầu trời tím lịm trên đầu, cười khổ, lôi kiếp phi thăng của nàng bây giờ mới bắt đầu. Bóng đêm dày đặc, những đạo huyền thiên lôi không giáng xuống nữa mà ngược lại cứ xoay tròn quyện lại chớp nhá trên đầu diệp tố quá nhiều lôi phi thăng màu tím tụ lại với nhau màu sắc của chúng ngày một đậm hơn mỗi một đạo lôi phi thăng thô to tím đen giáng xuống thì tam giới đều theo đó mà rung lắc càng không cần nhắc đến diệp tố ở trong trung tâm lôi kiếp vô số lần cơ thể bị đánh nát rồi lại tái tạo quá trình này mỗi khi lôi phi thăng bổ xuống đều diễn ra một lần ý thức của nàng thật ra đã trở nên mơ hồ, chỉ hy vọng lôi kiếp nhanh nhanh kết thúc, ít nhất là kết thúc trước khi du phục thời ra tới. Diệp Tố ngước mắt lên, nhìn về phía đỉnh cửu huyền phong ở đằng xa, thật ra nàng đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói với du phục thời, rằng mình phải rời khỏi đây. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng nói không nên lời. Lôi kiếp phi thăng cuồn cuộn đang không ngừng hội tụ lại, lôi điện tím đen lập lòe. Tuy nhiên không ai phát hiện ra trên không có một bóng người xẹt qua, nhẹ phất ống tay áo sau đó liền nhanh chóng biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Đạo lôi kiếp cuối cùng vốn dĩ đã khủng bố đến mức tận cùng thế nhưng lại một lần nữa phình to lên mấy lần, bổ xuống người diệp tố. Mà giờ phút này, du phục thời vốn đang ngủ say dưới đáy đàm lại đột nhiên mở mắt, phóng ra khỏi mặt nước, chân cũng không mang giày mà cứ thế chạy ra khỏi phòng vừa nhìn liền thấy diệp tố đang đà tọa giữa lôi kiếp ở nơi xa gương mặt du phục thời thanh lãnh ánh mắt trong trẻo nàng phải đi rồi kẻ lừa đảo tuy rằng trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc nhưng giờ khắc này du phục thời vẫn không màng tất cả mà vọt vào trung tâm của lôi kiếp hắn có thể cảm nhận được đạo lôi kiếp cuối cùng đó không đúng đó không phải là lôi kiếp của nàng diệp tố bị du phục thời ôm lấy trong nháy mắt hoàn hồn ý thức cũng theo đó mà tỉnh táo lại quay về nàng siết chặt cánh tay du phục thời thậm chí còn có chút run rẩy thứ mà nàng lo lắng nhất lúc này không phải là lôi kiếp phi thăng của mình có thể bị quấy nhiễu hay không mà là an nguy của du phục thời du phục thời không để ý tới nàng mà ngược lại còn vùi đầu vào trong hõm cổ của nàng thấp giọng nói kẻ lừa đảo diệp tố nghiêm mặt muốn đẩy hắn ra du phục thời quay về đi đây không phải lôi kiếp của nàng du phục thời bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đạo lôi đen đặc đang giáng xuống nói mây lôi kiếp đã bao phủ cả hai người ngăn cản ánh mắt của tất cả những người khác nên ai cũng không thấy được chuyện gì đang diễn ra diệp tố đã ngâm trong lôi kiếp quá lâu căn bản không thể khống chế được du phục thời trước khi lôi kiếp bổ xuống hắn đã đẩy nàng về phía trước chính mình nhận lấy đạo lôi kiếp khổng lồ đen quánh đó khi đạo lôi kiếp xẹt qua người Diệp Tố, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của lực lượng ẩn chứa bên trong đó tương tự với thuật cấm ngôn của ngự thần buông xuống vào ngày thần vẫn. Trên thượng giới có người động tay động chân vào đạo lôi phi thăng cuối cùng của nàng. Diệp Tố chỉ có thể chừng lớn mắt nhìn du phục thời bị đạo lôi đánh trúng, trong thân thể hắn đồng thời cũng nảy ra một đạo quang, quang và lôi chạm vào nhau phát ra ánh sáng chói lóa khiến nàng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Còn Du Phục Thời lại bị luồng lôi cuốn đi, rơi vào mấy ngàn năm sau. Bầu trời một lần nữa khôi phục lại sự yên ả, không một ai biết rằng Du Phục Thời đã từng xông vào lôi kiếp của Diệp Tố. Khi Diệp Tố tỉnh táo lại thì nàng đã không còn ở hạ giới. Nàng thấy bản thân đang quỳ một gối trên một sân gạch trống, không ngừng ho ra máu, hai tay siết chặt thành quyền, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Du Phục Thời đẩy mình ra khỏi đạo lôi kiếp đó phi thăng thành thần sau đó thì sao tiểu sư đệ của nàng không thấy đâu nữa nàng nửa quỳ trên nền gạch không bao lâu thì chung quanh rất nhanh có rất nhiều người không hiện giờ nên nói là thần có rất nhiều thượng thần chạy tới đứng vây xung quanh nàng vô số thanh âm chui vào tai có chúc mừng có ngạc nhiên chỉ là không có thanh âm lên án nàng là kẻ lừa đảo nữa diệp tố rũ mắt nặng nề nhìn nền ngọc gạch lấp lánh nếu ngự thần đã quyết xuống tay với tam giới, vậy thì nàng sẽ diệt trừ hết đám ngự thần đó. Chương 215 Tam trọng thiên. Diệp Tố từng có suy nghĩ lợi dụng lực lượng trong hạt Bồ đề để trở lại vạn năm sau, nhưng sau đó nàng lại ý thức được khả năng ấy không cao. Vốn dĩ Diệp Tố không chắc chắn về chuyện phi thăng thành thần, chưa từng có ai giống nàng, lối kiếp phi thăng tới vừa nhanh vừa nhiều, cơ hồ không có một đường lui thân nào. Diệp Tố càng không nghĩ tới du phục thời sẽ tỉnh lại trước thời gian như vậy, còn giúp nàng chắn lôi kiếp. Vì rõ ràng, nàng đã bỏ thuốc mê vào trong nước trà. Diệp Tố nghĩ rằng an bài của bản thân đã ổn thỏa nên mới buông ra tất cả áp chế, lôi phi thăng đúng hẹn tới, hết thảy đều phát sinh như nàng dự liệu, lại không nghĩ tới rằng cuối cùng, vẫn là hại hắn. Diệp Tố quỳ một gối trên nền ngọc thạch, ngẩn ngơ xuất thần, bên tai không ngừng nghe thấy những âm thanh xa lạ thật là hiếm thấy mới qua bao lâu đâu mà phù thế đại lục lại có người phi thăng rồi nhìn có vẻ là người thiên cơ môn thiên cơ môn rất lợi hại sao ưm ừ, không biết lợi hại hay không nhưng mười thần phi thăng từ phù thế đại lục thì có ba bốn người là từ thiên cơ môn ai dô ta nghĩ ra rồi đám người ở trung trọng thiên cả ngày bán thần khí đó có phải là bọn họ hay không Chính xác, chính là bọn họ. Ồ, oh, tiểu cô nương đứng lên rồi. Diệp Tố chậm rãi đứng lên, vừa đứng thẳng người dậy nàng liền lập tức nhận thấy lực lượng trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sóng linh lực trong thức hải quay cuồng, đồng thời lại có sương mù tím bốc lên, lớp sương mù lãng đãng trôi như có như không nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác vô cùng vô tận. Thần lực. Diệp Tố cảm nhận được lực lượng bàng bạc trong cơ thể không riêng một mình nàng mà những người chung quanh không nên gọi là các thượng thần xung quanh cũng cảm nhận được gì đó đồng loạt theo bản năng lui về phía sau như là kiêng kỵ nàng diệp tố rốt cuộc ngước mắt quan sát xung quanh bình thường mặc dù có khi trong mắt nàng không hề có ý cười nhưng khóe miệng cũng sẽ vô thức nhếch lên một chút trong bộ dáng rất dễ nói chuyện rất đáng tin cậy nhưng mà lúc này nét mặt của nàng không giận tự nghiêm nhìn thoáng qua có vẻ không phải là người dễ ở chung, chúng thần vì vậy sôi nổi lùi lại. Sao người nào đến từ giới này cũng trông hung dữ quá vậy? Lúc này Diệp Tố mới phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi trông như là một trụ hình nón cụt. Các thượng thần đứng gần tuy đều có thần lực quẩn quanh khắp người nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được những người này kém hơn các thần đã hạ phàm lúc trước. Lại nhìn sang bên trái và phải, nàng thấy chung quanh không chỉ có một trụ của nàng mà có một loạt các trụ rậm rạp lớn nhỏ không giống nhau, có vài trụ có người, có vài cái thì lại trống không. Mọi người đứng vây xem cũng có đủ loại người, bên trụ của Diệp Tố còn chưa tính là cái gì, bên phải có 7, 8 cái trụ cao hơn, lớn hơn, cái lớn nhất trong số đó có số người đứng vây gấp mấy lần nàng bên này. Chưa hết, trụ cao ở đối diện còn có mấy cỗ xe ngựa, trong đó trói mắt nhất là một cỗ xe ngựa bằng ngọc do bạch mã kéo. Chín chú thần mã trắng thần khiết không có chút tạp chất nào đứng trước cỗ xe. Hai bên thân ngựa còn có hai cánh trắng muốt, bốn vó lại đen tuyền, khí thế rực rỡ xa hoa. Hiển nhiên mấy cỗ xe này là tới đón người đứng trên trụ ở bên đó. Người nọ mặc một thân y bào màu xanh ngọc, tay cầm kiếm, mặc dù đứng giữa đông đảo chúng thần nên đón nhưng vẫn rất nổi bật. Chật chật, ngự thần thượng trọng thiên quả nhiên là không giống thần bình thường. Trong số các thần đứng vây xem Diệp Tố cũng có người ngoảnh đầu nhìn sang, sau đó cảm thán một câu. Trung trọng thiên, thượng trọng thiên, hẳn là còn có hạ trọng thiên, xem ra thượng giới cũng chia làm ba bảy loại. Ngự thần vì sao lại đi lên từ thăng tiên đài? Bọn họ không phải là thần do thiên đạo dựng dục ra sao? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, nghe nói là quy định mới của Thượng Trọng Thiên, các ngự thần mới phải xuống các hạ giới một chuyến mới có thể trở về trường quản sự vụ. Nhìn cách ăn mặc của hắn, có vẻ là đã đến kiếm tông của linh cảnh đại lục. Đúng vậy, vị ngự thần đó xuống hạ giới chuyển sinh làm đại đệ tử của một kiếm tông ở linh cảnh đại lục, hiện giờ chỉ mới 28 tuổi đã có thể dựa vào kiếm đạo để phi thăng. Không hổ là ngự thần, lần này trở về không biết thượng trọng thiên sẽ lại nổi lên bao nhiêu phong vân đây hẳn là do nhận thấy có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình nên người nọ quay đầu nhìn lại thế nhưng lại chẳng thấy gì diệp tố thì đã từ trên đài hình trụ bước xuống dưới trên mỗi một trụ trong rừng trụ như bất tận đều có một lá phù lơ lửng trên trụ của diệp tố viết bốn chữ phù thế đại lục thì ra có nhiều hạ giới đến như vậy sao diệp tố rũ mắt như suy tư gì đó Đa phần các thần vây quanh trụ của nàng đã bị bên kia hấp dẫn. Diệp Tố lại bước xuống nên có người cũng thuận miệng bắt chuyện. Tiểu hữu người bao nhiêu tuổi mới phi thăng lên đây? 25. Diệp Tố chỉ lo cúi đầu thanh trừ vết bẩn trên người. Bằng không để tiểu sư đệ nhìn thấy thì sẽ bất chấp mà quang thanh khiết thuật tới tấp lên người nàng. Nhớ tới du phục thời, khóe môi nàng không nhịn được khẽ cong lên. Nhưng cảnh tượng lúc phi thăng lại ùa về, Độ cung cuối cùng lại biến mất. Người bên cạnh gật đầu, 25 cũng không tệ, 25. Mọi người chung quanh bỗng nhiên đều nhất trí mà đồng loạt quay đầu nhìn nàng, hai mắt trợn to như là thấy quỷ. Tiểu Hữu, khoác lác một chút thì vui, đừng lên đến trời rồi còn khoác lác như thế. Một người trong số đó lắc đầu nói. Diệp Tố không đáp lời, vì nàng đã nhìn thấy người quen. Trọng Minh Thần đang vội vã chạy tới. Con có chuyện gì sao? Trọng Minh Thần vừa tới liền vứt một loạt câu hỏi cho nàng. Sao đan tông thánh thủ còn phi thăng lên trước cả con? Chúc thần thế nhưng cũng có mặt, lắc đầu nói, chúng ta ở thăng tiên đài đợi ngươi mãi đấy. Ngày đó sau khi bọn họ trở về thượng giới, vẫn luôn nghĩ rằng không bao lâu sau Diệp Tố sẽ phi thăng mà thôi, dù sao tốc độ tiến dai của nàng rất nhanh, lôi kiếp còn ẩn chứa thần lực, Rõ ràng là sắp phi thăng không nghi ngờ gì nữa, kết quả ngờ đâu lại chỉ đợi được Đan Tông Thánh Thủ. Diệp Tố không biết bọn họ đang đợi mình, ép xuống các cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng đáp, "Phiền sư tổ đợi con rồi." Nàng nói như vậy ngược lại Trọng Minh Thần lại có chút ngượng ngùng, cũng không đợi bao lâu. Dù sao thì một ngày trên thượng giới này bằng đến 10 năm dưới hạ giới. Trước tiên cứ lên đường đã rồi lại nói tiếp. Chúc thần nhắc nhở. Hai vị thượng thần mang Diệp Tố rời khỏi Thăng Tiên Đài, lên một chiếc xe ngựa bay, so với khí thế của người vừa rồi thì tất nhiên kém hơn không ít, nhưng Diệp Tố trước đó đã thấy có vài người khi bước xuống từ đài nhỏ, mờ mịt đứng trong đám người, thỉnh thoảng có thượng thần đến bắt chuyện thì lại trông như phường lừa gạt buôn người. Có thể thấy được thượng giới cũng không hề thanh cao, thánh khiết giống như trong tưởng tượng của hạ giới. Ngồi trên xe phi mã, Diệp Tố được nghe từ Trọng Minh Thần các tin tức cơ bản của Thượng Giới. Thì ra Thượng Giới chia làm Thượng, Trung, Hạ, Tam Trọng Thiên, trong đó Thượng Trọng Thiên là nơi ở của các ngự thần, chia ra do hai nhà Trung Ly Gia và Du Gia chấp trường, còn Trung, Hạ hai Trọng Thiên này thì đều là các tán thần phi thăng lên từ Hạ Giới như bọn họ vậy. Thần cũng có chia cao, thấp, càng lên cao thần lực sẽ càng mạnh, ai mà không muốn bò lên cao hơn. Bởi vậy, bất kể ở hạ giới có thù hận gì đi nữa, sau khi đã tới thượng giới thì chỉ cần là người của cùng một đại lục thì chính là người một nhà. Phù thế đại lục bởi vì người thiên cơ môn phi thăng lên nhiều, lại có bản lĩnh luyện khí mà người từ các đại lục khác không đuổi kịp nên cũng lăn lộn lên được trung trọng thiên, bất quả cũng chỉ đến thế mà thôi. Mục tiêu của tất cả các tán thần đều là thượng trọng thiên, tới được đó mới là thần chân chính. Du gia Diệp Tố sừng sốt, không khỏi nhớ tới tiểu sư đệ. Mấy năm gần đây Thượng Trọng Thiên không yên ổn, du gia liên tục xảy ra chuyện. Trọng Minh thần sắc mặt không quá đẹp nói, chúng ta có chút quan hệ với du gia cho nên mới bị liên lụy đóng cửa thông đạo. Du gia có đưa ngự thần mới xuống hạ giới sao? Diệp Tố đột nhiên hỏi một câu. Trọng Minh Thần và Trúc Thần liếc nhau, sau đó thở dài nói, có, ngự thần mới của Trung Ly Gia và Du Gia đều bị đưa xuống một hạ giới ngẫu nhiên. Tuy nhiên nghe nói là vị kia của Du Gia vẫn chưa hề có dấu hiệu phi thăng. Ngược lại tân ngự thần của Trung Ly Gia đã trở lại, chính là người mà mấy cỗ bạch vũ mã mới vừa đón đi lúc nãy. Chúc thần rót ba ly trà đặt lên bàn, trầm ngâm nói, Du Gia suy thoái xem ra đã là kết cục đã định. Nghe nói Trung Ly Khanh ở linh cảnh đại lục là một nhân vật hô mưa gọi gió, hai vị này cũng không biết tên của du phục thời, chỉ cho rằng hắn là một người có chút thực lực mà thôi. Vậy sao? Diệp tố vén mảnh xe ngựa lên, ánh mắt dừng trên điện cao thấp thoáng sau tầng mây, tân ngự thần du gia tạm thời chưa lên, con đi lên cũng được mà. Hà! Trọng Minh Thần nghe thấy lời này của Diệp Tố thì không khỏi ngớ ra, liên quan gì đến con? Bởi vì con là đạo lữ của tân ngự thần Du Gia. Diệp Tố chậm rãi nói. Bên trong xe ngựa tức khắc truyền ra tiếng sạc nước. Chương 216. Tổ tông. Trúc Thần phun ra một ngụm trà, nước trà đụng vào kết giới Diệp Tố vừa dâng lên lại bắn ngược trở về, mà giờ phút này bà cũng mặc kệ nước trà dính trên mặt, chỉ vội hỏi: "Ngươi từ đâu có đạo lữ?" Lần trước khi xuống hạ giới, bà thấy Diệp Tố không khác gì các tiểu cô nương độc thân mà À, không đúng, có. Trong đầu Trúc Thần hiện ra một khuôn mặt cực xinh đẹp lại tự phụ, quan hệ của người đó với Diệp Tố vượt xa những người khác. Là yêu chủ đó. Trọng Minh Thần so với Trúc Thần thì nhanh chóng hỏi thành lời, câu hỏi của ông xúc tích, đánh thẳng vào trọng tâm, ý của con là, yêu chủ có liên quan đến tân ngự thần của Du ra sao? Trước đó chính là yêu chủ đã giúp bọn họ thoát khỏi vây khốn trong thông đạo, sau đó ba người vội vàng lo việc trấn áp nên lại quên mất chuyện này. Hắn tên là Du Phục Thời. Diệp Tố quay đầu lại nói với hai vị trong xe. Du, Trúc Thần chỉ vừa mới nói ra được một chữ liền trừng lớn mắt, sau đó hai tay nhanh chóng che miệng lại. Hai vị ngự thần mới của Trung Ly Gia và Du Gia Hạ Phàm là chuyện mà chỉ có mấy nhà trên Thượng Trọng Thiên biết, về sau khi Trung Ly Gia thu được tin báo rằng vị kia sắp phi thăng trở về thì lúc này tin tức mới được tiết lộ ra đến ồn ào huyên náo. Tất nhiên theo đó tên của hai vị tân ngự thần cũng đã sớm truyền khắp tam trọng thiên. Tuy vị ngự thần của Trung Gia phi thăng khi tuổi mới 28, nhưng đây là tính theo tuổi thượng giới, thế nên thời gian hạ phàm của hắn không chỉ vòn vẹn có như vậy, dù sau một ngày trên thượng giới bằng đến 10 năm giới hạ giới trong khi thời gian tân ngự thần từ thượng giới hạ phàm đã qua hơn 10 năm. Ngự thần không giống với tán thần phải trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể phi thăng lên, bọn họ sinh ra là đã ở thượng trọng thiên, nếu muốn xuống hạ giới một chuyến cũng không phải là chuyện đơn giản, thông đạo sẽ không chịu nổi lực lượng của ngự thần, dễ dàng bị sụp đổ. Thế nên tân ngự thần sau khi bị xuống hạ giới, muốn quay về cần một khoảng thời gian để ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng của bản thân hóa hình tỉnh lại, thời gian này không tính là ngắn. Khó trách, trọng minh thần lẩm bẩm, khó trách lần đó ở trong thông đạo hắn có thể nhẹ nhàng giải thoát cho bọn họ, lực lượng của ngự thần tất nhiên là nghiền ép tán thần. Lúc này Diệp Tố vốn đang chuẩn bị buông mảnh xuống thì kế bên lại có một chiếc xe ngựa do bạch mã kéo vụt qua, nàng chuyển ánh mắt nhìn theo thì liền đối diện với người ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngồi vài người, trong đó người vén mảnh lên là một nữ tử mỹ mạo, đang ngồi với ngự thần vừa mới phi thăng trở về, nhìn bộ dáng có vẻ là đang giới thiệu về thượng giới. Trung Ly Khanh ngồi bên trong xe ngựa cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang nhìn sang nên đột nhiên cũng dương mắt nhìn về phía Diệp Tố. Hắn có một gương mặt anh Tuấn sơ lãng, khi đôi mắt lạnh đảo tới thì mặc dù là trọng minh thần đang ngồi trong xe bên này cũng cảm giác hô hấp như dừng lại trong chớp mắt. Thế nhưng Diệp Tố một tay vẫn như cũ vén nửa bức mảnh, trong đáy mắt chỉ có hờ hững. Mãi đến khi xe ngựa do chín thớt bạch mã kéo đi biến mất ở phía trước thì Trọng Minh Thần mới khôi phục lại từ cái liếc mắt vừa rồi, thấp giọng nói, không hổ là tân ngự thần. Diệp Tố lại nhìn theo hướng xe ngựa của Trung Ly ra biến mất hỏi, trong tam trọng thiên có thần mã nào toàn thân màu đen hay không? Nàng cũng muốn tổ chức đón tiểu sư đệ lên rầm rầm rộ rộ như thế. Có, nhưng rất hiếm thấy. Trọng Minh Thần và Trúc Thần liếc nhìn nhau một cái mới đáp. Có là được. Diệp Tố thả mảnh xuống, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Nàng như vậy cũng khiến cho hai vị thượng thần vốn muốn hỏi tiếp về chuyện của du phục thời đành phải tạm thời yên lặng. Xe ngựa bay chạy một đường thẳng tới Trung Trọng Thiên. Đây có thể xem là nơi náo nhiệt nhất Tam Trọng Thiên, nhiều thế lực đan xen phức tạp. Khi Diệp Tố bước xuống xe ngựa thì thấy trước mắt là một tòa đại viện, phía trên có tấm biển viết hai chữ Phù Thế, hiển nhiên là có ý nghĩa là Phù Thế Đại Lục. Đại viện này nhìn lên thì tất nhiên không thể bằng những cung điện khí phái trên thượng trọng thiên, nhưng nhìn xuống thì cũng không thua kém ai, có thể xem là không tệ. Đây là địa bàn của đại lục chúng ta, tay nghề luyện khí của Thiên Cơ môn mặc dù cũng có chút danh tiếng trong Tam Trọng Thiên. Trúc Thần dẫn Diệp Tố vào đại viện vừa đi vừa giải thích. Nhưng cũng phải nhờ các đồng hương phù thế khác tương trợ mới có thể đi đến được một bước như hôm nay. Trọng Minh Thần ở phía sau tiếp lời. Hai người dẫn Diệp Tố đi vào trong đại sảnh, bên trong có một chiếc bàn dài đã ngồi đầy người, bọn họ đã sớm nhận được tin tức nên từ sáng sớm đã chờ sẵn ở đây. Trong số những người trong sảnh, ngoại trừ Đan Tông Thánh thủ và Phật Ma Thần thì nàng không biết một ai cả. À không, vẫn là nhận ra được vài người, vì chân dung của họ được treo trong tàng thư các ở Thiên Cơ môn. Người rốt cuộc cũng tới rồi. Đan Tông Thánh thủ đứng trong đại sảnh, quay đầu nhỏ giọng nói với Diệp Tố, ở đây đều là các thần phi thăng lên từ tam giới giống như chúng ta. Diệp Tố khẽ gật đầu, nhìn lên người ngồi ở vị trí cao nhất, người nọ là một nữ tử khoảng hơn 30, khuôn mặt thanh tú, bàn tay trái không ngừng xoay hai viên hỏa châu đây chính là thiên cơ môn diệp tố đối phương cũng không câu nệ tiểu tiết nói thẳng ta là lão tổ tông của con diệp tố trọng minh thần vội vàng khụ một tiếng tiến lên giới thiệu bà ấy là thiên cơ thần là tổ sư khai tông thiên cơ môn diệp tố cũng phản ứng lại lập tức khom lưng chắp tay hô bái kiến tổ tông thiên cơ thần vừa lòng gật gật đầu nói với mấy người vẫn còn đang đứng ngồi đi con trông có tiền đồ hơn trọng minh đấy, hắn lần trước chỉ biết đứng đơ ra từ đầu đến cuối. Sau khi ngồi xuống nói chuyện, Diệp Tố phát hiện đây thật ra chỉ là một buổi gặp mặt tiếp đón đơn giản. Thật ra khi có người từ hạ giới phi thăng lên thì sẽ có người chuyên dẫn bọn họ trở về. Chỉ là lần này bởi vì hạ giới xảy ra chút vấn đề, hơn nữa Trọng Minh Thần cũng cảm thấy Diệp Tố rất nhanh sẽ phi thăng lên tới nên mới đích thân chờ trước thăng tiên đài dưới hạ Trọng Thiên thông đạo nối với hạ giới khi nào sẽ được mở lại. Thấy mọi người đã hàn huyên qua một lượt, Diệp Tố dứt khoát hỏi. Mọi người sừng sốt, sau đó thiên cơ thần nói, khói lửa từ cuộc chiến tranh chấp của hai nhà du, trung ly đã lan đến trên người các đại lục hạ giới khác như chúng ta, ít nhất phải chờ một thời gian nữa mới có thể mở ra. Tâm Diệp Tố dần dần chìm xuống, một ngày ở nơi này bằng 10 năm dưới hạ giới, nàng muốn về vạn năm sau thì phải chờ hơn hai năm nữa mới được. Chỉ là không biết tiểu sư đệ ở vạn năm trước đã đi đâu. Sau khi du phục thời chắn đạo lôi kiếp cuối cùng cho Diệp Tố thì trôi nổi trong dòng thời không, trong thời gian đó hắn có mở mắt ra một lần. Có lẽ là do lực lượng cuồn cuộn ẩn chứa trong đạo lôi kiếp đó khiến hắn có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt. Cả hai trong mắt đều hiện lên màu tím thuần khiết, thần sắc đạm mạc dị thường hắn nhớ ra bản thân mình là ai. Nhưng cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt đó mà thôi. Tuy vậy, trong thời gian ngắn ngủi đó du phục thời không chỉ biết chính mình là ai mà còn biết hướng đi của tam giới. Cùng với việc phù thế đại lục đã bị người động tay chân nối liền nó với bản luân hồi ở thượng giới. Nếu muốn phá vỡ vòng tuần hoàn này thì bản thân hắn phải phi thăng, lao đi thông tin về phù thế đại lục trên bản luân hồi. Dù sao hắn cũng là ngự thần du phục thời dơ lên một ngón tay bắn ra một sợi thần thức vào một nút thời gian tia thần thức đó sẽ thay hắn đóng lại đại môn của yêu giới phòng ngừa bốn thần bị trấn áp xâm nhập vào yêu giới thu hoạch yêu khí bất kế là yêu khí ma khí hay là linh khí đều có thể bị thần hấp thu trở thành lực lượng tẩm bổ cho thần thể làm xong chuyện này du phục thời mới chậm rãi nhắm mắt lại mất đi ý thức ngã vào một nút thời gian khác đó chính là nút thời gian mà huyền âm chi thể bị cầm tù sắp bị phát hiện ít nhất tương lai hắn vẫn còn có thể một lần nữa gặp gỡ diệp tố diệp tố ở lại trung trọng thiên nhanh chóng tìm hiểu mọi thông tin về tam trọng thiên muốn tìm cơ hội hạ phàm hạ trọng thiên ngoại trừ nơi đặt đầy thăng tiên đài thì còn lại đều là những khu vực hung hiểm thần tức cằn cỗi những tán thần dùng thủ đoạn hoặc các con đường tà đạo để phi thăng thật ra cuối cùng cũng chỉ có thể quanh quẩn ở hạ trọng thiên mà thôi, có người thậm chí nguyện ý làm tùy tùng để có thể lên hai trọng thiên bên trên. Nói chung, phần lớn người có bản lĩnh đều tụ tập ở trung trọng thiên, thần tức ở đây cũng tính là phong phú, cũng đủ để các tán thần tu luyện. Còn thượng trọng thiên là nơi của các ngự thần, đương nhiên cũng không thiếu các tán thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ ngủ ở trên đó. Ngự thần tất nhiên cũng chia ba, bảy loại, 10 năm trước, Trung Ly Gia và Du Gia -ja nổ ra tranh đấu. Cùng lúc đó hai nhà lại cùng có tân ngự thần xuất hiện, mà lại có lời đồn lực lượng của hai vị ngự thần mới ra đời vượt xa tất cả các ngự thần khác, sẽ trở thành sự tồn tại mạnh nhất Thượng Trọng Thiên. Tuy nhiên, danh xưng mạnh nhất thì chỉ có thể thuộc về một người. Nghe nói năm đó hai nhà đấu đến ngươi chết ta sống, về sau vì nhiều nguyên do, hai nhà quyết định để hai tân ngự thần hạ xuống một phàm giới ngẫu nhiên chờ bọn họ phi thăng trở về. Hai nhà đánh cuộc thời gian phi thăng của hai người. Hiện giờ Trung Ly Khanh đã trở về trước, một nửa lời đánh cuộc đã được thực hiện, dù ra mất đi một tòa thần sơn. Còn một nửa lời đánh cuộc còn lại chính là cuộc chiến Tân Ngự Thần trở về trên Thượng Trọng Thiên ba năm sau. Không phải đơn giản là hai Tân Ngự Thần đơn đả độc đấu mà họ có thể chọn ra một nhóm tán thần để tiến hành cuộc chiến. Chỉ là hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cuộc chiến này, Trung Ly gia tất thắng. Trước không nhắc đến việc Trung Ly Khanh phi thăng lên trước mà là 10 năm qua Du gia bị đả kích không ít, đa phần tán thần lợi hại ở Trung trọng thiên đều đã bị Trung Ly gia mời chào hết cả. Du gia sẽ thua thôi. Trừ khi trong 3 năm tới từ hạ giới phi thăng lên không ít nhân vật lợi hại và toàn bộ bọn họ phải đứng ở phía Du gia nghĩ thôi cũng đã thấy không thể nào. Diện tích của thăng tiên đài càng lớn thì đại biểu số lượng thành thần ở mảnh đại lục đó càng nhiều, mà linh cảnh đại lục đứng về phe Trung Ly Gia chính là nơi có số người phi thăng thành thần nhiều nhất. Ngoài ra linh cảnh đại lục còn thông với năm mảnh đại lục khác, năm mảnh đại lục đó là vệ tinh phụ thuộc vào linh cảnh. Chỉ cần không ngốc đều biết tất cả ưu thế đều đã bị Trung Ly Gia chiếm hết càng không cần nhắc tới khoảng thời gian trước Du trong một lần bại trận trước Trung Ly Gia đã dẫn tới các thông đạo dẫn đến các đại lục có quan hệ gần gũi với Du bị đóng lại. Đồng nghĩa với việc thượng giới không cách nào có thể chi viện cho hạ giới, xác suất thành thần đã thấp càng bị giảm xuống hơn nữa. Diệp Tố đứng trong bóng dâm trong một con hẻm, nghe các tán thần chung quanh nói chuyện phiếm, từ đó cũng hiểu được đại khái lai lịch của bốn hư ảnh thần chỉ sợ là có thần đã bày mưu phái bọn họ đi xuống hủy hoại phù thế đại lục. còn vì sao phải làm vậy? tất nhiên là vì hạ giới nơi mà tân ngự thần du gia đi xuống đã bị bại lộ. có người biết hắn ở phù thế đại lục. cả khuôn mặt diệp tố giấu dưới bóng dâm, ánh mắt lạnh băng, du gia đến bây giờ vẫn còn chưa có phản ứng gì chứng tỏ tám phần chắc chắn bọn đọ đã vô tình bị lộ vị trí hạ phàm mà chính họ lại không biết. không sao. Thời hạn 3 năm theo thời gian ở thượng giới thì vẫn còn kịp. Việc đầu tiên nàng cần phải làm đó là xuống hạ giới giải quyết hư ảnh thần, sau đó mang tiểu sư đệ về thượng giới. Không, không chỉ mỗi tiểu sư đệ, mà tất cả những người quen của nàng ở phù thế đại lục cũng phải lên đây hết mới được. Diệp Tố chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết, trong lúc tìm kiếm cơ hội hạ giới, nàng cũng đồng thời ở trong đại viện phù thế liên tục luyện chế thần khí không lãng phí một chút thời gian nào. Mặc dù có là thần thì cũng cần phải có vũ khí, đây lại là sở trưởng của Diệp Tố, huống chi trong đại viện còn có một hàng tổ tông của thiên cơ môn, nàng tùy tay bắt lấy một người đều có thể học hỏi được rất nhiều. Vì thế nhóm cựu thần trong đại viện phù thế từ hôm đó liền bắt đầu cuộc sống bị bắt nghiên cứu giao lưu ngày đêm không ngừng. Mệt mỏi, không thể nào, thần làm sao biết mệt. Buồn ngủ, Việc đó lại càng không thể, thần nhắm mắt trong giây lát là được, không thể lãng phí thời gian. Diệp Tố còn thường xuyên ở trước mặt tổ tông này khen tổ tông kia lợi hại, phàm là luyện khí sư thì đều không thể chịu được khi nghe thấy kỹ thuật luyện khí của người khác cao cường hơn mình, cho dù là tổ tông của mình thì cũng không được. Cuối cùng Diệp Tố còn dựng một tấm bia ở ngay cổng lớn, mỹ danh rằng là dùng để ghi lại số lượng thần khí mà các tổ tông luyện chế ra mỗi tháng. Các tổ tông thiên cơ môn thầm mắng trong lòng, nhưng không ai có thể gạt đi mặt mũi nói không luyện nữa, dù sao cũng không thể để đệ tử trẻ tuổi vượt mặt mình được, chỉ đành phải vùi đầu luyện khí. Dưới sự lôi kéo của Diệp Tố, cuộc sống vốn dĩ bình tĩnh nhẹ trôi của đại viên phù thế trở nên rộn ràng hướng về phía trước, nhóm các luyện khí sư ngày ngày đêm đêm tranh cãi thảo luận, tranh thủ luyện chế ra thần khí tốt hơn, nhiều hơn. Diệp Đại Sư Tỷ từ vạn năm sau kéo áp lực đến vạn năm trước, lại từ hạ giới kéo lên đến thượng giới, xứng danh người thúc đẩy đệ nhất. chương 217 Ngự lệnh Thần trên thượng trọng thiên có thể tùy ý đi lại khắp tam trọng thiên, nhưng thần ở chung, hạ hai trọng thiên này muốn lên thượng trọng thiên thì cần phải có lệnh bài. Loại lệnh bài này chỉ có các nhà ngự thần mới có. Thượng Trọng Thiên có tổng cộng 18 nhà ngự thần, các tán thần ở chung, hạ trọng thiên cầm lệnh bài nhà ai thì cũng đồng nghĩa với việc thuộc về giới chướng của nhà đó. Lệnh bài lại chia thành ba loại, một loại thường thấy nhất cũng là loại bị người chướng mắt nhất, phó lệnh, tức là làm nô bộc của ngự thần, loại thứ hai là khách lệnh, thường thấy trong tay các tán thần được ngự thần mời lên, có hạn chế về thời gian, khoảng từ 3 đến 10 ngày. Loại cuối cùng là ít nhất và cũng được tôn kính nhất, ngự lệnh là lệnh bài mà các tán thần ở chung, hạ trọng thiện dựa vào thực lực của mình để lấy được, số lượng phát ra mỗi năm có hạn. Sau khi có được ngự lệnh thì sẽ có thể giống với ngự thần, đi lại tự do trong tam trọng thiên, người lập được công lớn còn có thể nhận được khen thưởng đất đai từ ngự thần để tự lập. Thế nên các tán thần bình thường muốn lên thượng trọng thiên sẽ tìm đến các nhà ngự thần cấp trung, còn các thượng thần thực lực mạnh mẽ thì sẽ nhìn chằm chằm hai nhà lớn nhất, tuy nhiên hiện giờ lệnh bài của Trung Ly Gia là có độ cạnh tranh cao nhất. Vốn dĩ thời gian phát ngự lệnh của Thượng Trọng Thiên là 50 năm một lần, nhưng sau khi ước định cuộc chiến Tân Ngự Thần quay về thì bắt đầu từ năm 2 Tân Ngự Thần hạ phàm. Mỗi một năm các nhà ngự thần có thể xuống hai trọng thiên còn lại tuyển lên 18 tán thần. Bởi vì 3 năm sau có cuộc chiến trở về nên mục tiêu chào mời của hai nhà Trung Ly và Du đều là các tán thần có khả năng chiến đấu. Diệp Tố tất nhiên là muốn đi du ra, nhưng trước đó nàng vẫn theo nghề cũ, luyện chế thần khí, sau đó lấy ra bán. Dù sao đây cũng là thượng giới, đại đa số mọi người ở đây đều là tinh anh của hạ giới, mặc dù là luyện khí sư mỗi người cũng đều có tuyệt kỹ của riêng mình. Tuy là như vậy nhưng Diệp Tố vẫn như cũ đánh ra tên tuổi ở Trung Trọng Thiên, chưa đến một năm đã nổi tiếng. Bởi vì có phù thế viện làm chỗ dựa nên nàng chỉ cần phụ trách luyện khí, những việc sau đó đều giao cho các tổ tông thiên cơ môn có tiếng rồi thì thần khí luyện chế ra tới có thể bán lấy tiền hoặc đổi các loại tài liệu đúng vậy mặc dù đã phi thăng thành thần lên đến thượng giới nhưng vẫn phải kiếm tiền chẳng qua đơn vị tiền tệ thay đổi mà thôi diệp tố cơ bản cũng không đụng đến số tiền ấy toàn bộ tích góp lại diệp tố trọng minh thần ở bên ngoài gõ cửa hô buổi tuyển chọn phát ngự lệnh của Thượng Trọng Thiên bắt đầu rồi. Diệp Tố bước ra từ trong phòng, người du gia đã tới chưa? Tới rồi, Trọng Minh Thần gật đầu, con mau đi đi. Thời gian trôi qua đã gần một năm, việc Diệp Tố muốn đi du gia không giấu được người trong phù thế viện. Hơn nữa Thiên Cơ Thần cũng có ngự lệnh của du gia, tuy rằng cuối cùng bà vẫn trở về Trung Trọng Thiên xây dựng phù thế viện, cứ như vậy tiêu giao tự tại. Diệp Tố cảm ơn Trọng Minh Thần, sau đó đi đến trung tâm của Trung Trọng Thiên. Từ xa đã có thể thấy các tán thần đang tụ tập rất đông, năm nào cũng có không ít người đến thử vận khí và đương nhiên cũng có không ít tán thần chạy tới xem náo nhiệt. Diệp Tố chen vào trong đám người, nhìn thấy trên quảng trường bày 18 cái bàn, tuy nhiên bàn của Trung Ly gia lại không có một bóng người. Có lẽ vì thấy nàng nhìn chằm chằm sang bên đó một lúc lâu nên có một tán thần lắm miệng lên tiếng. Đừng nghĩ nữa, hôm nay mới ngày đầu nhiên nhưng Trung Ly Gia đã chọn mời người lợi hại nhất Trung Trọng Thiên đi rồi. Không cần so tài, hai bên nhìn nhau vừa mắt là trực tiếp trao ngự lệnh, đón lên Thượng Trọng Thiên. Ánh mắt Diệp Tố lại rời sang bàn của Du Gia -ja bên cạnh. Trước bàn là một hàng dài, cứ chốc chốc lại có người lắc đầu thở dài bước ra khỏi đội ngũ nàng cũng đứng vào xếp hàng, chậm rãi nhích lên từng chút một. Qua một đoạn thời gian rốt cuộc cũng đến lượt nàng, người ngồi trước bàn hẳn cũng là tán thần, bên hông có một khối lệnh bài. Tên, đại lục sinh ra, đạo tu luyện là gì? Đối phương ngẩng đầu hỏi. Diệp Tố, phù thế đại lục, luyện khí sư. Diệp Tố trả lời từng câu một. Hai mày của người ngồi trước bàn khẽ trao lại, không tiếng động thở dài, buông thẻ bài trong tay nói, xin lỗi, chúng ta tạm thời không cần luyện khí sư. Ánh mắt Diệp Tố dừng trên mộc bài trống trong tay hắn, luyện khí sư biết đánh nhau có cần không? Hà, đối phương quả nhiên sửng sốt, đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, sau đó bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ngươi vừa nói mình tên là, ngươi chính là Diệp Tố mới tới từ phù thế đại lục đó à? Tuy rằng chưa đến một năm nhưng cái tên Diệp Tố cũng không còn xa lạ với người tam trọng thiên, bởi vì thần khí nàng luyện chế ra vừa nhiều vừa tốt, hơn nữa lại chỉ là một tán thần vừa mới phi thăng lên, tiếng tăm không tính là nhỏ. Diệp Tố gật đầu, sau đó chỉ vào một bài trống bị hắn đặt trên bàn, ta đánh nhau cũng không tệ, có thể báo danh được không? Có thể thì có thể, nhưng mà khi tỉ thí rất dễ bị thương. Trong lời nói của đối phương có ý khuyên nhủ, Tuy rằng thần khí của luyện khí sư này thật sự lợi hại nhưng bọn họ cần lại là tán thần có thể tham gia trận chiến trở về. "Viết đi." Diệp Tố gõ gõ cái bàn nói. "À, được." Người nọ cứ vậy ngơ ngác viết tên Diệp Tố xuống mộc bài. Chờ đến khi hắn nhìn theo bóng lưng Diệp Tố cầm mộc bài rời đi thì mới rốt cuộc phản ứng lại. Uy áp của khí tức trên người người này sao lại nặng đến như vậy? Nhưng vài ngày sau hắn liền hiểu rõ vì sao bởi vì Diệp Tố xác thật là một luyện khí sư biết đánh nhau, hơn nữa chiến lực còn cực kỳ cao. Những người báo danh không một ai có thể qua được một chiêu của nàng. Đương nhiên cũng có người bảo rằng là vì các tán thần lợi hại nhất đều đã bị Trung Ly ra giành trước hết rồi. Tuy nhiên đây đã là người tốt nhất, có khả năng nhất mà Du Gia -ja chiêu mộ được trong mấy năm gần đây. Diệp Tố lấy được ngự lệnh, ngày nàng phải lên Thượng Trọng Thiên thì Thiên Cơ Thần đến phòng tìm nàng. Con muốn tham gia trận chiến trở về à?" Thiên Cơ thần hỏi Diệp Tố. "Dạ." Diệp Tố không hề nói với bất kỳ ai việc mình tới từ vạn năm sau, càng không hề nhắc đến chuyện phát sinh vạn năm sau đó. Sau khi nàng phi thăng, thần lực tăng lên rất nhanh, thuật cấm ngôn của Ngự Thần đã không còn tác dụng quá lớn với nàng. Nhưng nàng lại sợ một khi nói ra lại khiến cho phù thế đại lục lâm vào khốn cảnh nào khác không biết trước được. Diệp Tố muốn tự mình giải quyết chuyện này. Thượng Trọng Thiên không chỉ có mỗi trận chiến trở về mà bọn họ vì thần Sơn, thường xuyên tranh cãi. Thiên cơ thần dặn dò, con phải cẩn thận một chút. Thần Sơn là tài nguyên của riêng ngự thần. Cách mỗi vạn năm Thượng Trọng Thiên sẽ dựng dục ra một số tòa thần Sơn, bởi vì mười mấy năm trước xuất hiện một tòa thần Sơn cực kỳ khổng lồ, vừa vạn lại nằm đè lên đường ranh giới giữa hai nhà chung đi, dù thế nên mới dẫn đến tranh chấp cực lớn nổ ra cũng vì vậy mà liên lụy đến tân ngự thần cuối cùng dẫn tới ước định trận chiến trở về diệp tố ghi nhớ từng điều một sau đó chào thiên cơ thần xoay người chuẩn bị đi khoan đã thiên cơ môn giữ tay diệp tố lại do dự một hồi nhịn không được mà nhỏ giọng bắt quái nghe nói ở hạ giới có một yêu chủ cùng tên với tân ngự thần của du gia là đạo lữ của con à dạ đúng Diệp Tố thừa nhận không chút do dự. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh nên mấy người trọng minh thần cũng không dám nói chuyện này ra ngoài mà chỉ ở trong phù thế viện bàn tán một chút. Thiên cơ thần buông cánh tay Diệp Tố ra, chật một tiếng chua lòm, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã tìm được đạo lữ rồi. Bà đều đã qua vạn năm mà vẫn còn là một tổ tông độc thân. Chẳng lẽ là vì bà quá trầm mê luyện khí? Cũng không đúng, Diệp Tố so với bà còn điên hơn, vậy con bé lấy đâu ra thời gian tìm đạo lữ vậy chứ, kỳ lạ thay. Khi Diệp Tố bước ra phù thế viện thì xe phi mã của Du Gia đã chờ sẵn trước cửa, tuy nhiên chỉ có một chiếc. Sau khi nàng lên xe mới phát hiện thì ra bên trong xe là một gian phòng cỡ nhỏ, những người được chọn khác cũng đã ngồi bên trong. Chờ sau khi lên Thượng Trọng Thiên thì mọi người sẽ được an bài chỗ ở, mỗi ngày phải tham gia huấn luyện, Tán thần phụ trách đăng ký ngày ấy nói với bọn họ, mọi người hẳn đều biết là các tán thần cầm ngự lệnh mấy năm nay đều phải tham gia trận chiến trở về. Các tán thần khác đều đáp lời đã rõ, đối với bọn họ mà nói, dù ra đã là sự lựa chọn tốt nhất. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ từng người một bước xuống, đứng trên một đường phố lót gạch trắng phau. Diệp Tố rũ mắt nhìn ngọc thạch dưới chân, không hổ là thượng trọng thiên. Một khối ngọc này ở Trung Trọng Thiên đã được coi là thứ tốt khó có được. Các tán thần càng không cần phải nói, hai mắt nhìn muốn hoa cả lên. Người Du gia có vẻ cũng đã quen với phản ứng này, chờ mười người đều nhìn xong mới dẫn bọn họ vào Du phủ. Du phủ là một trong những thần điện mà bọn họ có thể thấy được khi ngẩng đầu nhìn từ trung hạ trọng thiên. Khí thế không thể dùng từ huy hoàng để hình dung được nữa, mỗi một góc đều lộ ra tiên khí bọn họ đi vào liền có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể như được bơm thêm đầy áp. Ngự thủ, đây là những tán thần nhận được ngự lệnh lần này. Tán thần phụ trách tuyển chọn bước nhanh về phía trước, khom người bẩm báo với hai người đang tiến đến. Đây là Diệp Tố, là người đứng đầu đợt này, thực lực rất không tệ. Diệp Tố ngước mắt lên, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Hai vị ngự thần ở đối diện, một nam một nữ, hai người đều mặc trường bào màu đen, cổ tay áo viền chỉ vàng, cổ áo lại phối màu đỏ sậm, bọn họ không phải đi tới mà là bay tới, vạt áo nhẹ nhàng tung bay. Điều khiến Diệp Tố sừng sốt không phải là cách đến nơi của bọn họ mà là gương mặt của hai người. Quá giống. Tiểu sư đệ giống như là sự tập hợp những nét đẹp nhất của hai người. Vốn dĩ nàng chỉ xác định khoảng 7 phần, nhưng hiện tại nhìn thấy hai vị ngự thần này thì độ chắc chắn đã thành mười phần. Tiểu sư đệ nhất định là vị tân ngự thần đã hạ phàm của Du Gia. Hai vị ngự thần cũng đang đánh giá Diệp Tố, từ sáng bọn họ đã nhận được tin tức, nói lần này ở Trung Trọng Thiên chiêu mộ được một tán thần rất khá, rất có thể đánh. Việc này đối với Du Phủ mà nói là một việc không thể nào tốt hơn. Phải biết rằng các tán thần có thể đánh, tám phần đều đã bị Trung Ly ra hẫng tay trên. Hơn nữa sau khi Trung Ly khanh phi thăng trở lại, Trung Ly phủ lại lấy được không ít bảo vật từ các thần cảnh. Vị tân ngự thần trở về chưa đến một năm này đã được xưng là ngự thần mạnh nhất Thượng Trọng Thiên, không ai có thể địch lại. Chư vị có thể đến nhận chỗ ở trước, sau đó lại dành ra mấy ngày để tìm hiểu Thượng Trọng Thiên. Nữ tử được gọi là ngự thủ bước tới nói với 10 người sau đó hai người gọi riêng Diệp Tố ở lại. Thiên cơ thần lúc trước có truyền tin đến nói đệ tử của tông môn bấy ấy phi thăng. Du Ly dáng nhìn Diệp Tố, không ngờ tới ngươi không chỉ giỏi mỗi luyện khí. Do cuộc sống đưa đẩy mà thôi. Diệp Tố bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt sang nam nhân bên cạnh. Nàng có chút thất thần nghĩ, nếu che lại gương mặt chỉ để lộ cặp mắt thì đúng là giống tiểu sư đệ đến chín phần. Dung nhai cũng chú ý thấy, không khỏi nhíu mày, tán thần mới đến này có chút không được quy củ. Diệp tiểu hữu ngự thủ du ly dáng tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói lại mang theo ý cảnh cáo. Diệp tố bỗng nhiên hoàn hồn, giải thích, ông ấy rất giống. Hai người ở đối diện nhìn nàng chằm chằm, chờ Diệp tố đưa ra một đáp án vừa lòng. Cha ta. Cuối cùng Diệp Tố thốt lên hai chữ cha của tiểu sư đệ thì cũng là cha của nàng chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi diệp tố thầm nghĩ trong lòng nàng gọi như vậy chắc là không sai du ly dáng và dung nhai không chỉ thế diệp tố lại nhìn thoáng qua nửa gương mặt dưới của du ly dáng nói ngài cũng rất giống du ly dáng ngơ ra một hồi mới nói tiếp cha ngươi không diệp tố chậm rãi nói mẹ ta ngoặc kép trầm mặc bao trùm lấy ba người. Dung nhai đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, theo lý mà nói hạ phàm thì vẫn là biến thành nam mới đúng, chẳng lẽ trong quá trình đã xảy ra vấn đề gì? Nhi tử biến thành nữ nhi rồi. Nghĩ như vậy, Dung nhai do dự hỏi, ngươi hẳn là không phải tên du phục thời đúng không? Du ly dáng quay đầu trợn mắt nhìn đạo lữ của mình, phục thời là huyết mạch của chúng ta, đứng trước mặt sẽ có cảm ứng dung nhai lúc này mới tỉnh mộ ừ đúng nhỉ